Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 14. Ngay trong ánh mắt tôn thờ của mọi người, Thanh Huyền chậm rãi đi tới, xoay người nhặt côn luân thảo, và cái hộp trên mặt đất lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lá cỏ kia càng thêm sáng bóng. Đây là một cây cỏ thần, đáng tiếc dược tính của nó đã bị tên nhóc cậu bị phá hủy 3 phần rồi, Thanh Huyền làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói, may mà còn có 7 phần, vẫn có thể cứu được mạng người. Hoàng Định Bang cười to nói, Thanh Huyền đạo trưởng uy vũ, Tiêu Thập Nương, bà hẳn nên cảm thấy may ma là côn luân thảo vẫn còn. Sao nào, bà tin tưởng Thanh Huyền đạo trưởng hay là tin tưởng tên họ Lý kia? Tiêu Thập Nương nghi ngờ nhìn về phía Lý Dục Thần, ánh mắt mang theo vài phần tuyệt vọng. Hiển nhiên, bà ta đã bị chiêu trò vừa rồi của Thanh Huyền dọa sợ. Lý Dục Thần cổ vũ nói, bà có thể tin tưởng tôi. Trong mắt Tiêu Thập Nương hiện lên một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm. Cậu Lý, cảm ơn ý tốt của cậu, bà ta nói, tôi tin tưởng cậu có lẽ có khả năng chữa trị bệnh cho bố tôi, nhưng tôi không thể vì thế mà hại cậu được. Hại tôi, Lý Dục Thần đột nhiên cười ha ha, chỉ vào Thanh Huyền nói, bà đang nói đến lão già lừa đảo này sao? Lời nói của Lý Dục Thần làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Tia chớp vừa rồi vô cùng chân thật, tất cả mọi người đều nhìn thấy, tại sao lại là lừa đảo? Tia sét kia vốn dĩ muốn đánh vào người cậu đó. Mọi người đều cảm thấy có lẽ tên nhóc này đã điên rồi, cho nên mới có thể nói ra lời như vậy, đắc tội một cao nhân có thể gọi một tia chớp tới. Có người xem thường, có người đồng tình, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa. Nhóc con, cậu muốn chết sao? Hoàng Định Bang cười lạnh nói, vừa rồi nếu không phải Thanh Huyền đạo trưởng nương tay, cậu đã bị hồn phi phách tán rồi. Chu Lợi Quân nói, cậu ta đang muốn chết, Thanh Huyền đạo trưởng, mau gọi xét đến đánh cậu ta đi. Thanh Huyền đạo trưởng cầm cái hộp trong tay, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lý Dục Thần cười nói, đạo trưởng, tôi đứng ở chỗ này, ông mau gọi xét đến đánh tôi đi. Nghe thấy lời này của anh, mọi người càng thêm tin tưởng đây là một kẻ điên. Từ Thông lắc đầu, anh bạn, nghe tôi khuyên một câu, người trẻ tuổi đừng ngông cuồng như vậy, lúc nào nên chịu thua thì phải chịu thua. Chỉ cần còn dừng thì không sợ không có củi đốt. Tiêu Thập Nương cũng khuyên nhủ, cậu Lý, cậu là người trượng nghĩa, Thập Nương vô cùng cảm kích, nhưng cậu cũng không cần vì chuyện của tôi mà trả giá bằng tính mạng. Lời nói và việc làm hôm nay của cậu, Thập Nương sẽ ghi nhớ cả đời. Nếu sau này có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ báo đáp. Nhưng hôm nay xin mời cậu trở về đi. Lý Dục Thần lắc đầu nói, tôi không phải vì bà, vừa rồi tôi đã nói, tôi chỉ đơn giản là ngứa mắt bọn họ. Hoàng Định Bang cả giận nói, tên họ Lý kia, chết đến nơi rồi mà còn già mồm. Đạo gia, mau gọi xét đến đánh cậu ta đi. Sắc mặt Thanh Huyền đạo trưởng âm trầm, lại lấy ra một lá bùa nữa. Nhóc con, cậu thật sự không sợ chết ư hai. Thấy ông ta có vẻ tức giận, Phùng Thiên Minh sợ hãi, đi lên khuyên giải, đạo trưởng bớt giận, tôi và đạo trưởng Trương của Thiên Tinh Quan thành phố Hòa có chút qua lại, ông ta cũng là thiên sư của Long Hổ Sơn, nể mặt đạo trưởng Trương, mong đạo trưởng dơ cao đánh khẽ. Sắc mặt căng thẳng của Thanh Huyền mới giãn ra, cười ha ha nói, ồ, là tiểu Trương của Thiên Tinh Quan sao, biết biết, nếu là người một nhà thì bỏ đi. Tôi cũng là một người yêu tài, nhìn ông vừa rồi sử dụng châm pháp chứng tỏ y thuật không kém, nếu mà chết sẽ không khỏi đáng tiếc. Tôi sẽ không so đo với ông, bây giờ ông hãy nhanh chóng rời đi, đỡ liên lụy đến người bên ngoài. Nghe thấy ông ta nói sẽ liên lụy đến người ngoài, sắc mặt những người khác đều trở nên rất khó coi. Nhớ tới tia sét vừa rồi, nếu bị nó đánh trúng, có khi sẽ còn có rất nhiều người bị chôn cùng. Thẩm Bình Nguyên bình tĩnh nói, cậu Lý, đây là chuyện của hai nhà bọn họ, không có liên quan gì đến cậu. Cậu là người của ông Hai Phùng, chuyện của ông Hai Phùng đã được giải quyết xong, hai người hãy đi trước đi. Người đâu, tiễn khách. Ông ta giơ tay lên muốn dẫn Phùng Thiên Minh và Lý Dục Thần rời đi. Khoan đất, Lý Dục Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông Thẩm, tôi nghe nói chỗ của ông có 3 quy củ nặng nhất, tôi cũng không có ý muốn phá hỏng quy củ của ông. Nhưng có người giả mạo đạo sĩ, dùng một cọng cỏ giả để lừa một người phụ nữ, ông nói xong đây có tính là vi phạm quy củ không? Tôi có năng lực nhưng lại không thể quản. Giả mạo đạo sĩ, Thẩm Bình Nguyên kinh ngạc nói, cậu có chứng cứ gì không? Không cần chứng cứ, Lý Dục Thần nói, không phải ông ta biết ngũ lôi thiên tâm chính pháp sao? Cứ để ông ta gọi xét đến đánh tôi là được,
tôi sẽ lấy thân mình thử nghiệm thay mọi người, điều này không tính là vi phạm quy định đi. Tội gì cậu phải làm thế, Thẩm Bình Nguyên nói. Chú, nếu người ta đã cố ý như thế, chúng ta cần gì phải ngăn cản, cứ để cậu Lý thử xem thiên lôi của Thanh Huyền đạo trưởng là được mà, Thẩm Minh Xuân không có ý tốt nói. Hừ, cái đồ không biết sống chết. Hoàng Định Bang mắng một câu, có chút bất mãn với việc Thanh Huyền chậm chạp không ra tay với Lý Dục Thần, liền nói, Thanh Huyền đạo trưởng, người ta đã gọi ông là kẻ lừa đảo, nếu ông còn không ra tay thì sẽ đánh mất uy danh của Long Hổ Sơn đấy. Sắc mặt Thanh Huyền lúc trắng lúc xanh, ánh mắt không chừng lấp lóe. Lúc này ông ta cũng không dùng được quan vân thuật, sao có thể quan sát được xét có đánh đến đây hay không chứ? Cũng không thể bảo Lý Dục Thần đến trên mặt hồ chờ xét đánh đi. Cô Tô Tử Thông nhướng mày, nói, hay là kẻ lừa đảo thật. Lúc này, rất nhiều người xung quanh đều bắt đầu sinh ra nghi vấn. Nhưng mà bọn họ cũng không dám nói, dù sao, tia chớp vừa rồi quá mức rung động. Lý Dục Thần thấy đã đến lúc liền cười lạnh một tiếng, nói. Trưởng môn tiền nhiệm của phái võ đang tên là Thanh Huyền, chính là cao nhân tiền bối được người người tôn kính, thử hỏi xem trong môn hạ thiên sư Long Hổ Sơn có người nào lấy tên của Thanh Huyền để dùng. Rõ ràng ông chính là kẻ lừa đảo. Cậu nói bậy, Thanh Huyền vội la lên, tôi thật là đệ tử Long Hổ Sơn, có thể đi tu làm bằng chứng. Nếu ông thật sự là đệ tử Long Hổ Sơn, hôm nay tôi đây sẽ thay thiên sư thanh lý môn hộ. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn Thanh Huyền. Không phải ông nói mình biết ngũ lôi chính pháp sao? Không phải ông có thể gọi thiên lôi tới sao? Hôm nay, tôi sẽ cho ông chứng kiến cái gì mới là lôi pháp chân chính. Vừa dứt lời, anh liền vươn tay ra, xét đến. Trong tai mọi người truyền đến tiếng sấm rền cuồn cuộn. Đột nhiên hư không nứt ra, một tia chớp xuất hiện, rơi vào trong tay Lý Dục Thần. Ánh sáng chói lóa khiến vô số người không có cách nào mở mắt ra được. Nhưng tất cả mọi người đều không dám chớp mắt, cho dù bị ánh sáng lóe mù cũng không thể bỏ qua kỳ quan như thế. Chấn động lần này còn vượt xa màn lấy bùa gọi xét đến của Thanh Huyền vừa rồi hàng chục ngàn lần. Dù sao, tia chớp vừa rồi là ở bên ngoài, ở trên mặt hồ trấn trạch, là một cảnh tượng thiên nhiên thông thường. Mà tia chớp lúc này lại ở ngay bên trong, ở ngay trước mắt, ánh sáng lóe lên mãi mà không tắt. Thanh Huyền vừa thấy tia chớp đột nhiên xuất hiện trong hư không này thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng. Thượng tiên tha mạng, cậu Lý tha mạng, tha cho tôi đi. Người còn sợ hãi hơn cả Thanh Huyền là Chu Lợi Quân. Đến bây giờ gã ta mới hiểu ra, đạo trưởng mà Hoàng Định Bang đưa đến chỉ là giả, mà Lý Dục Thần mới là tiên thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà điều quan trọng là rõ ràng gã ta đã được chứng kiến ở trường đấu chó nhưng lại cố tình không tin. Lý Dục Thần cầm tia sét trong tay, giống như một lôi thần cao cao tại thượng nhìn thấy Thanh Huyền đang quỳ dưới đất. Anh biết rõ loại người lừa đảo này biết dùng quan vân thuật, cầm theo mấy lá bùa, mạo hiểm dùng tên tuổi đệ tử thiên sư Long Hổ Sơn để hành ẩu, chắc chắn không chỉ vì để lừa mấy đồng tiền của Hoàng Định Bang. Vấn đề chắc là quặng mỏ kia. Hoàng Định Bang không tiếc đắc tội nhà họ Tiêu mà đến thành phố Tuyên khai thác mỏ, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nói, vì sao mấy người lại muốn lừa nhà họ Tiêu? Bởi vì, Thanh Huyền ấp a ấp úng, bởi vì Hoàng Định Bang muốn độc chiếm quặng mỏ kia. Nói như vậy, Hoàng Định Bang là chủ mưu. Như thế thì để Hoàng Định Bang chết thay ông đi. Lý Dục Thần khẽ lắc tay, tia chớp vặn vẹo trên không trung, chuyển qua đỉnh đầu Hoàng Định Bang, rung động đùng đoàng. Hoàng Định Bang không phải kẻ ngốc, mạng sống là trên hết, liền lập tức quỳ xuống đất. Đạo sĩ thối nói hưu nói vượn, rõ ràng là ông ta rượt dây tôi, nói ở dưới phần mộ tổ tiên nhà họ. Tiêu có âm long, trong đó là bảo khố, có thể dùng để luyện đan, ăn vào xế được trường sinh bất lão. Tôi mới lấy danh nghĩa khai thác mỏ để mua được phần mộ nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu không đồng ý, lão già kia lại gợi ý cho tôi dùng Côn Luân Thảo đi lừa. Lúc trước ông ta giả trang thành thầy thuốc lang thang, nói chỉ có Côn Luân Thảo mới có thể chữa được bệnh cho ông cụ nhà họ Tiêu, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Đều là lão già kia nghĩ ra. Cậu Lý, cậu hãy tin tôi chỉ là tin kẻ lừa đảo này thôi, tôi cũng là người bị hại mài. Lý Dục Thần cười lạnh nói. Hai ông là rắn chuột một ổ, muốn cãi nhau thì xuống âm tào địa phủ mà cãi đi. Vừa dứt lời, anh khẽ nắm chặt tay lại. Một tiếng răng rắc vang lên.
tia chớp phân ra thành hai đoạn, cuốn lấy hai người giống hai con rắn bạc. Sau một luồng sáng cực kỳ chói lóa, tia chớp biến mất. Ánh mắt của mọi người rơi vào bóng tối theo ánh sáng chói lóa đó, hơn nửa ngày mới khôi phục lại. Đến khi nhìn lại, tất cả đều trở về như cũ, dường như không có gì khác thường. Điều khác biệt duy nhất chính là Hoàng Định Bang và Thanh Huyền Đạo Trưởng đã biến mất. Mọi người vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Một màn này thật sự là khiến người ta quá mức sợ hãi, đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa. Tay cầm tia sét, đây là loại người gì chứ? Một đợt yên lặng qua đi, Từ Thông là người thứ nhất đứng lên, lớn tiếng nói. Cậu Lý kinh tài tuyệt diễm, pháp lực vô biên, hơn nữa hôm nay còn có hành động trượng nghĩa khiến tôi vô cùng bội phục. Từ hôm nay trở đi, Cô Tô Từ Thông tôi sẽ tôn phụng cậu Lý là vua, coi cậu Lý như thiên lôi sai đâu đánh đó, núi đao biển lửa cũng có thể đi theo làm tùy tùng, chỉ cần dựa vào một câu của cậu Lý. Câu nói của Từ Thông giống như khiến người ta bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều phản ứng lại. Vừa rồi bọn họ đều muốn nịnh bợ Thanh Huyền, muốn mời Thanh Huyền làm khách quý. Lúc này phát hiện Thanh Huyền là kẻ lừa đảo, mà Lý Dục Thần mới là cao nhân chân chính. Tay cầm sấm sét, giết người vô hình. Người như vậy, có tiền có quyền thì có lợi ích gì chứ, ở trước mặt một tia chớp, tất cả chỉ là rác rưởi thôi. Muốn mời anh làm khách quý không? Đương nhiên là muốn. Nhưng nếu so sánh, làm chó của người ta có vẻ còn dễ dàng hơn là mời người ta làm khách quý. Kết quả là vô số tiếng hô to vang lên. Tôn phụng cậu Lý là vua, coi cậu Lý như thiên lôi sai đâu đánh đó, núi đao biển lửa cũng có thể đi theo làm tùy tùng. Bởi vì đã có mấy lời hay ho của Từ Thông ở phía trước rồi, những người khác cũng không thể nghĩ ra được câu gì hay hơn, cho nên hoặc là nói ra mấy câu buồn nôn hơn hoặc là chỉ có thể học theo. Có người không khỏi hâm mộ ghen tị Phùng Thiên Minh, dựa vào cái gì mà ông hai Phùng lại có thể bám vào một cái cây lớn như thế, hơn nữa nhìn qua có vẻ quan hệ không tệ. Bọn họ nào biết lúc này tâm trạng của Phùng Thiên Minh còn nhấp nhô trầm bổng, nhiệt huyết sục sôi hơn cả bọn họ. Trước đó, ông ta cho rằng Lý Dục Thần là cao thủ, nhưng cùng lắm cũng chỉ sánh bằng với Vương Tông Sinh. Hơn nữa Lý Dục Thần còn có thể khám bệnh, có thể đổ thạch. Cho nên mới càng đáng để tôn kính hơn đám vũ phu bình thường, cũng đáng để ông ta mượn sức. Nhưng bây giờ cuối cùng ông ta đã hiểu được vì sao lúc trước Lý Dục Thần dám bốc phét nói sẽ thắng Vương Tông Sinh, bảo ông ta cứ đặt cược hết 100% vào phiên giao dịch này. Cho dù Thanh Huyền là thật thì cũng chỉ dùng bùa chú để gọi xét, như vậy cũng đã đủ dọa người rồi, nhưng Lý Dục Thần thì sao, gọi xét từ trong hư không? Tiện tay vung lên một cái là có thể bắt được một tia xét. Vốn dĩ là muốn mượn sức người ta, làm chỗ dựa vững chắc cho người ta, kết quả phát hiện người ta mới là chỗ dựa vững chắc của mình. Trong lòng Phùng Thiên Minh cảm thấy vô cùng may ma, chẳng biết từ lúc nào mà mình lại có quan hệ không tệ với một người như vậy. Nhưng ông ta cũng không tỏ ra kiêu ngạo vì điều đó mà vẫn trịnh trọng nói, Phùng Thiên Minh tôi đại diện nhà họ Phùng tôn phụng cậu Lý là vua, từ nay về sau sẽ coi cậu Lý như thiên lôi sai đâu đánh đó, núi đao biển lửa cũng có thể đi theo làm tùy tùng. Nhất quyết không chối từ. Ông ta tin tưởng nếu anh mình Phùng Nguyên Sinh ở đây cũng sẽ nói như vậy. Tiêu Thập Nương đi tới cúi đầu, cũng nói Tiêu Thập Nương tôi nguyện tôn phụng cậu Lý là vua, mà cậu sai phái, tuyệt đối không nói hai lời. Bà ta ngẩng đầu nhìn Lý Dục Thần, trong ánh mắt có cảm kích, có vui mừng. Tất cả mọi người đều đã nói, đến cuối cùng chỉ còn lại Chu Lợi Quân. Lần này Chu Lợi Quân thật sự sợ hãi. Còn sợ hãi hơn cả lúc gặp Thái Vĩ Dân ở trường đấu chó. Hoàng Định Bang đã chết, cứ lặng yên không một tiếng động biến mất như thế. Đó chính là bá chủ một phương, dậm chân một cái là cả vùng đất Huy Châu cũng phải rung động. Thanh Huyền đạo trưởng vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, có thể hô mưa gọi gió, gọi sấm sét đến cũng đã chết. Bịch bịch, Chu Lợi Quân quỳ xuống. Gã ta không ngừng dập đầu rầm rầm trên mặt đất. Trừ việc quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ ra, gã ta không nghĩ ra biện pháp gì khác. Cậu Lý tha mạng, cậu Lý, tôi sai rồi. Những người khác đều không biết chuyện cho, nên không hiểu vì sao Chu Lợi Quân lại sợ như thế. Chẳng lẽ chỉ bởi vì gã ta có quan hệ tốt với Hoàng Định Bang, vừa rồi còn nói chuyện giúp Hoàng Định Bang, Lý Dục Thần sẽ giết gã ta ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy không đến mức đó. Nhưng nhìn Chu Lợi Quân, gã ta cứ như sẽ lập tức chết thật vậy.
Thẩm Minh Xuân bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Ông ta và Lý Dục Thần đã sớm có thù, vừa rồi lại ngấm ngầm nhằm vào Lý Dục Thần, nếu ngay cả Chu Lợi Quân đều phải chết, vậy không phải ông ta sẽ càng đáng chết hơn ư? Nghĩ đến đây, hai chân Thẩm Minh Xuân mềm nhũn, thiếu chút nữa cũng quỳ xuống. Cũng may là ông ta đang ngồi ở ghế dựa mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn Chu Lợi Quân nói, tôi sẽ không giết ông. Chu Lợi Quân như được đại xá, liên tục dập đầu. Cảm ơn cậu Lý, cảm ơn cậu Lý. Lý Dục Thần nói, tôi sẽ dẫn ông về giao cho anh Thái. Nghe đến đó, cả người Chu Lợi Quân mềm nhũ, tê liệt ngã xuống đất. Lý Dục Thần không hề để ý đến ông ta nữa mà trở về chỗ ngồi của mình. Anh nghĩ Chu Lợi Quân cũng không dám chạy trốn, huống chỉ bây giờ một đám ông lớn ở đây đều thành đàn em coi cậu Lý như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ sợ không nịnh bợ anh được, cho nên ai nấy đều nhìn chằm chằm Chu Lợi Quân. Cho dù gã A có biến thành muỗi cũng không trốn khỏi mắt những người này. Thẩm Bình Nguyên là chủ nhân nơi này, lúc này cũng trịnh trọng đi tới, nói tôi đại diện nhà họ Thẩm ở thành phố Gô tôn phụng cậu Lý làm vua, sau này nếu cậu Lý có gì muốn sai phái, có thể truyền lời bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Ông ta vừa dứt lời liền quay đầu trầm giọng nói với Thẩm Minh Xuân, Minh Xuân, còn chưa cút lại đây nhận lỗi với cậu Lý. Thẩm Minh Xuân vừa thở phào một cái, nghĩ rằng sẽ không sao, nhưng nghe Thẩm Bình Nguyên nói vậy, đột nhiên thấy không ổn, cả người mềm nhũn, thậm chí không đứng dậy được. Còn không nhanh lên, Thẩm Bình Nguyên thật sự giận dữ. Đứa cháu này làm rể nhà họ Lâm, ở gần như thế sẽ dễ dàng tiếp cận với Lý Dục Thần nhất. Kết quả lại bày ra dáng vẻ cái cớm như thế, còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm chạy về thành phố cô, lúc nào cũng nói Lý Dục Thần là sao chổi. Đúng là muốn chết. Hoàng Định Bang ở Huy Châu cũng coi như một nhân vật vang danh, nhưng mới chỉ một tia chớp lóe lên đã biến mất hút. Nếu Lý Dục Thần bởi vì Thẩm Minh Xuân mà giận chó đánh mèo nhà họ Thẩm, cả nhà họ Thẩm có ai có thể chống đỡ được? Nói không chừng nhà họ Thẩm còn có tai ương diệt tộc nữa. Thẩm Minh Xuân nơm nớp lo sợ, đứng lên khỏi ghế dựa, run rẩy đi đến bên cạnh Thẩm Bình Nguyên. Quỳ xuống, Thẩm Bình Nguyên gầm lên một tiếng. Thẩm Minh Xuân liền quỳ xuống đất bịch một tiếng. Cậu Lý, đứa cháu này của tôi không hiểu chuyện, cậu là người rộng lượng, ngàn vạn lần đừng so đo với nó. Tôi nhất định sẽ dựa theo tộc quy trừng phạt nó. Lý Dục Thần nói, không phải ông ta đã tuyên bố đoạn tuyệt lui tới với nhà họ Lâm sao? Tôi và ông ta vốn cũng không liên quan gì đến nhau, bây giờ lại càng không có liên quan. Cậu Lý, tôi sai rồi, Thẩm Minh Xuân quỳ trên mặt đất nói, những lời trước kia tôi nói đều là rác rưởi cải. Thẩm Bình Nguyên đã ở bên cạnh nói, cậu Lý, Minh Xuân đã biết sai rồi, hay là để nó quay về nhà họ Lâm đi. Lý Dục Thần nói, ông ta có trở về nhà họ Lâm hay không không cần hỏi tôi, mà phải nên hỏi vợ của ông ta, để xem người ta có chịu cho ông ta trở về hay không. Thẩm Bình Nguyên đá mạnh vào mông Thẩm Minh một cái, còn không mau cút đi. Đi giải thích với Thu Phượng, nếu lần này người nhà họ Lâm không tha thứ cho cậu, tôi sẽ xóa tên cậu ra khỏi gia phả nhà họ Thẩm. Vâng vâng vâng, cháu sẽ đi ngay lập tức, Thẩm Minh Xuân loạng choạng chạy ra ngoài. Thẩm Bình Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nói cuối cùng cái tên được việc thì không mà làm hỏng thì nhiều này cũng đã đi, ông ta lại đưa mắt nhìn sắc mặt Lý Dục Thần, thấy anh cũng không có gì không vui mới yên lòng. Các vị, Thẩm Bình Nguyên thấy thời cơ đã chín muồi liền đề nghị, nếu tất cả mọi người đều đã nguyện ý tôn phụng cậu Lý làm vua, không bằng chúng ta hãy thành lập một liên minh, để cậu Lý làm minh chủ, sau này giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến lùi, mọi người nghĩ như thế nào? Sao đám người ở đây lại có thể không nhìn ra mục đích của Thẩm Bình Nguyên chứ? Ông ta vốn là chủ nhân nơi này, là người chủ trì triệu tập mọi người đến hội nghị lần này, Lý Dục Thần làm minh chủ, vậy chắc chắn phó minh chủ hoặc là thư ký trưởng sẽ là ông ta, sau này nhà họ Thẩm cũng có thể dựa vào tên tuổi của liên minh để khuếch trương thế lực, khống chế gia tộc khác. Nhưng lúc này, ai cũng sẽ không phản đối, bởi vì một khi thành lập liên minh, mọi người ở đây đều sẽ được lợi. Vừa rồi mấy câu tôn phụng cậu Lý làm vua gì đó chỉ là nói miệng thôi, qua hôm nay, người ta đi rồi, anh còn muốn đến nịnh bợ, chưa chắc người ta đã nhận đâu. Mà nếu Lý Dục Thần làm minh chủ, tất cả mọi người hợp thành một đoàn thể, có việc gì đó chắc chắn minh chủ sẽ không thể không quản. Có một minh chủ cường đại như vậy thì còn phải sợ cái gì nữa? Cho nên mọi người đều nhất trí đồng ý.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần hơi chau mày. Anh không hiểu nhiều về tâm cơ giang hồ loanh quanh vòng vo như vậy, nhưng trực giác nói cho anh biết minh chủ này không phải cái gì hay ho. Hơn nữa anh cũng không muốn làm minh chủ gì đó. Minh chủ thì thôi, Lý Dục Thần nói, mấy người muốn lập hội gì đó, giúp đỡ nhau gì đó thì là chuyện của mấy người, đừng kéo tôi vào. Hơn nữa không được nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài lung tung. Sau này mấy người cũng không được lấy tên tuổi của tôi ra bên ngoài làm xăng làm bậy. Anh vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi có chút thất vọng. Nhất là Thẩm Bình Nguyên, nhưng không ai dám đứng ra phản đối. Thẩm Bình Nguyên cười gượng một tiếng, nói cậu Lý là cao nhân tuyệt thế, trăng thanh gió mát, đương nhiên không thể ngồi nhà tranh mái ngói với chúng ta được. Nếu cậu không muốn làm minh chủ vậy thì không làm, nhưng ở trong lòng chúng tôi, mặc dù cậu không có danh nghĩa minh chủ, nhưng còn oai hơn cả minh chủ. Nếu sau này cậu có gì muốn làm, chúng tôi nguyện sẽ nghe theo. Mọi người nói có phải hay không? Lý Dục Thần mỉm cười, cũng mặc kệ bọn họ. Thẩm Bình Nguyên phất tay bảo thuộc hạ lấy một cái hộp lại đây. Cậu Lý, năm nay hồ trấn trạch ứ động, chúng tôi lấy được một thứ này ở dưới đáy hồ, vốn dĩ sẽ nhân hội bán đấu giá hôm nay để trợ hứng cho mọi người. Nếu đã coi cậu là vua, vậy thứ này cứ đưa cho cậu cầm chơi, xem như một chút tấm lòng của chúng tôi. Cô Tô Tử Thông không khỏi cười lạnh, tài năng nịnh nọt của tên Thẩm Bình Nguyên này đã đến trình độ thành thạo rồi, rõ ràng là mình tặng quà cậu Lý, còn muốn lấy tên tuổi của mọi người. Cậu Lý mà không nhận chẳng khác nào làm mất mặt mọi người. Nếu nhận, chung quy vẫn là do Thẩm Bình Nguyên ông ta tặng. Nhưng ông ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể yên lặng tính toán trong nhà cô Tô của mình có cái gì có thể đưa cho cậu Lý. Thẩm Bình Nguyên mở cái hộp ra. Bên trong là tảng đá hình cành cây, to bằng nắm tay, trông như búa hoặc rìu, hình dạng và cấu tạo cổ xưa, nhìn giống như một khối ngọc cổ, mặt trên có một lớp bùn đất loang lổ. Nhưng nhìn xuyên qua lớp bùn có thể thấy được tính chất bóng loáng của nó. Lý Dục Thần vừa thấy, trước mắt không khỏi sáng ngời. Anh cũng không có nghiên cứu gì về ngọc khí cổ, cũng giống như anh không hiểu về đổ thạch, nhưng anh có thể lấy thần thức để cảm ứng hoa văn và khí chất bên trong vật chất. Thứ này có bề ngoài bình thường không gì lạ, kích cỡ cũng không lớn, vừa vặn nắm trong tay, nếu nói chỉ là một cái rìu thì cùng lắm chỉ là một cái rìu mini. Nhưng khi anh đưa thần thức vào, bên trong lại vô cùng thâm thúy, giống như một cái động đen xì vậy. Mà ở sâu bên trong lại ẩn chứa khí tức lôi đình cường đại. Lôi khí rất mạnh, thậm chí còn khiến thần thức của Lý Dục Thần bị chấn động. Lý Dục Thần lập tức ý thức được thứ này nếu không phải thiên thạch bên ngoài rơi vào trái đất phải bị sấm sét trên 9 tầng trời cọ rửa, thì chắc chắn là pháp khí mà tiền bối cao nhân từng sử dụng. Lúc này, tất cả mọi người đều xích lại gần nhìn. Thẩm Bình Nguyên nói với một nho giả bên cạnh Tử Thông, ông Lạc là cao thủ trong chuyện này. Có ngại giám định và thưởng thức xem đây là vật gì không? Lạc Đông Phúc liền tiến lên từng bước, chắp tay với Lý Dục Thần và Thẩm Bình Nguyên, vậy tôi sẽ ra tay trước. Đầu tiên là ông ta nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp một chút, sau đó lấy thứ kia từ trong hộp ra cẩn thận quan sát. Nhìn trong chốc lát, ông ta lại cầm cán rìu, nhắm hai mắt lại giống như đang cảm nhận cái gì đó. Chỉ thấy sắc mặt ông ta không ngừng biến hóa, chốc thì nghi hoặc, chốc thì khiếp sợ, chốc lại hưng phấn. Một lát sai, ông ta bỗng nhiên trợn mắt, nói, nếu tôi không đoán sai thì đây chính là lôi phủ trong truyền thuyết. Lôi phủ. Mọi người mờ mịt không hiểu, chỉ có Lý Dục Thần giật mình trong lòng. Lôi phủ cũng được gọi là lôi công phủ, là công cụ thiên lôi dùng để chế tạo ra sấm sét trong truyền thuyết. Lạc Đông Phúc nhẹ nhàng đặt thứ đó vào trong hộp, giải thích, ở trong thần thoại phương Tây, lôi công phủ được gọi là cái chùy của lôi thần. Ở thời kỳ cổ đại, tên là lôi thần chỉ truy. Ở trên thời cổ kỳ, rìu và chùy có hình dạng và cấu tạo rất giống nhau. Tin chắc tất cả mọi người đều biết về sự tồn tại của Hồ Trấn Trạch. Truyền thuyết nói nơi này chính là chỗ ở của lôi thần năm đó, đúng là nơi phát ra khí thủy trong thiên hạ. Cái rìu ngọc này, nhìn từ chất ngọc, hình dạng và cấu tạo thì nó thuộc về thời đại thượng cổ, nay lại được phát hiện ra khi Hồ Trấn Trạch ứ động, phù hợp với truyền thuyết thần thoại về lôi công phủ. Mọi người lại nhìn đi. Ông ta chỉ vào chữ khắc trên rìu ngọc, đây là chữ lôi, tượng hình thời thượng cổ. Sau đó ông ta lại lật ngược cái rìu ngọc, đây là quẻ trấn trong quẻ phù. Một mặt là lôi, một mặt là trấn, đây không phải là lôi công phủ thì là cái gì?
nhưng không phải Lôi Công Điện mẫu chỉ là thần thoại sao, có người nói. Lạc Đông Phúc gật đầu nói, có một số chuyện có thể là giả, nhưng thời gian lâu rồi sẽ trở thành thần thoại. Bình thường mấy thứ có hình dạng và cấu tạo này ở cổ đại đều là công cụ dùng để hiến tế, mà có lẽ Lôi Thần chính là một vị tế tư. Thẩm Bình Nguyên lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, mọi người vừa rồi cũng đã được chứng kiến cậu Lý cầm sấm sét trong tay Oai Phong thế nào rồi, truyền thuyết thần thoại có cái gì mà không thể tin chứ. Hồ Trấn Trạch hàng năm đều ứ động, từ trước đến nay đã bao giờ đào được cái gì, năm nay đột nhiên xuất hiện bảo vật này, trùng hợp là hôm nay cậu Lý cũng đến đây, chẳng lẽ đây không phải là ý trời sao? Theo tôi thấy, nói không chừng cậu Lý có lẽ là Lôi Thần chuyển thế cũng nên, mà Lôi Công Phủ này đã dẫn chủ nhân của nó đến đây. Phùng Thiên Minh nghe vậy thì ra đầu run lên, Thẩm Bình Nguyên này đúng là nịnh nọt quá mức rồi, nhưng mà ông ta lại nói đến mức không thể phản bác được, quá hợp tình hợp lý, quả thực đúng là có chuyện như vậy. Nếu không phải đã sớm quen biết với Lý Dục Thần, cũng là người dẫn anh đến đây, Phùng Thiên Minh sẽ hoài nghi đây là một vở kịch do nhà họ Thẩm chuẩn bị, có phải trong phòng có cơ quan công nghệ cao gì đó hay không, mới có thể để Lý Dục Thần thả ra tia chớp. Thẩm Bình Nguyên đẩy cái hộp ra trước mặt Lý Dục Thần. Cậu Lý, đây là đồ của cậu hãy nhận đi. Nghe xong lời nói của Lạc Đông Phúc, Lý Dục Thần cũng có chút động tâm. Điều kiện mà Lý Dục Thần nói tương đương với việc cho nhà họ Thẩm một lời đảm bảo. Sau này cho dù là khi nào, nhà họ Thẩm đều có thể tìm Lý Dục Thần thực hiện điều kiện này. Trên đời này, có chuyện gì mà Lý Dục Thần không làm được sao? Ít nhất đó phải là chuyện mà phàm phu tục tử không làm được. Có một lời bảo đảm như vậy. Từ nay về sau còn ai dám đắc tội nhà họ Thẩm nữa. Nhà họ Thẩm đánh không lại, chỉ cần tìm được Lý Dục Thần, muốn ai chết thì người đó sẽ phải chết. Thẩm Bình Nguyên là người thông minh, ông ta quyết định sẽ vĩnh viễn không đưa ra điều kiện này. Chỉ cần không nhắc tới, nhà họ Thẩm sẽ an toàn mãi mãi. Mãnh hổ cô Tô Từ Thông cùng ở thành phố cô không khỏi cảm thán, nhà họ Thẩm thành phố cô lại được tăng lên một bậc rồi. Chấm chấm, Lý Dục Thần nhận Lôi Công Phủ. Hội nghị coi như kết thúc viên mãn. Về phần Hoàng Định Bang và Thanh Huyền biến mất, không ai nhắc lại nữa. Lúc chuẩn bị rời đi, Tiêu Thập Nương đi đến trước mặt Lý Dục Thần, cúi người nói, cậu Lý, tôi có một yêu cầu quá đáng. Bà ta không nói, mọi người cũng đã sớm đoán được của ý đồ của bà ta. Lý Dục Thần nhìn thấy ánh mắt của bà ta, một cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết đánh úp lại. Bà Tiêu, Lý Dục Thần mở miệng nói. Gọi tôi Thập Nương là được rồi, Tiêu Thập Nương thản nhiên cười nói, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy, cậu không cần khách khí. Lý Dục Thần gật đầu nói, được, Thập Nương, nếu đã nhúng tay vào chuyện của bà, tôi cũng không thể không quan tâm đến được. Tôi có thể đi xem bệnh của bố bà, nhưng có thể chữa khỏi hay không, tôi không dám đảm bảo. Tiêu Thập Nương mừng rỡ nói, cậu có thể đi, tôi đã rất biết ơn rồi. Nghe nói Lý Dục Thần muốn đến nhà họ Tiêu ở thành phố Tuyên. Những người khác đều vô cùng hâm mộ. Trong lòng ai nấy đều tính toán xem nên tìm lý do gì để mời cậu Lý đến nhà mình. Không nói đến mọi người đang nghĩ như thế nào, Lý Dục Thần đồng ý với Tiêu Thập Nương sẽ đến thành phố Tuyên, liền gọi điện cho Mã Sơn, để ông ta tự mình đến thành phố cô đưa Chu Lợi Quân về. Rất nhanh Mã Sơn đã đến thành phố cô, áp giải Chu Lợi Quân trở về thành phố Hòa. Thái Vĩ Dân vẫn còn đang ở Ngô Đồng Cư, đang gọi điện với thuộc hạ. Bảo bọn họ chuẩn bị tốt, đề phòng Chu Lợi Quân sẽ tìm tới. Dù sao Chu Lợi Quân cũng là bá chủ Vũ Châu, thế lực rất lớn, cũng rất có tiền. Các gia tộc lớn ở thành phố Hòa không sợ gã ta, nhưng Thái Vĩ Dân không thể không cẩn thận được. Gã ta không thể cứ trốn tránh ở Ngô Đồng Cư, dựa vào Lý Dục Thần che chở để sống mãi được. Phục tùng Lý Dục Thần là vì gã ta nhìn chúng lực lượng cường đại của Lý Dục Thần. Nhưng Thái Vĩ Dân lăn lộn ngoài đời nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ một đạo lý, nếu muốn để người ta làm chỗ dựa vững chắc cho mình phải tạo ra chút tác dụng trước đã. Không có chỗ dựa nào muốn nuôi một con sâu mọt cả. Đúng lúc này, Mã Sơn đã trở lại, cũng đưa Chu Lợi Quân về đây. Thái Vĩ Dân vô cùng khiếp sợ với năng lực của Lý Dục Thần. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh đã tìm được Chu Lợi Quân, hơn nữa còn đưa gã ta nguyên vẹn đến trước mặt mình. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng trong lòng Thái Vĩ Dân lại có chút cảm động. Đã rất nhiều năm rồi gã ta không có cảm xúc như thế, một người lăn lộn ngoài đời nửa đời người, đánh đánh đấm đấm, tất cả quan hệ đều dựa vào lợi ích,
đều là lợi tự vào đầu, cùng lắm là chỉ có chút nghĩa khí giang hồ. Bây giờ gã ta bị Chu Lợi Quân trả thù, Lý Dục Thần chẳng những chạy tới bệnh viện, cứu mạng gã ta, nối liền cánh tay cho gã ta, mà còn tự mình đi bắt Chu Lợi Quân giao cho gã ta xử lý. Đi đâu mà tìm được lão đại như vậy, chỗ dựa vững chắc như vậy. Giờ phút này, Thái Vĩ Dân cũng quyết định cả đời này sẽ đi theo Lý Dục Thần, núi đao biển lửa, có chết cũng không sợi. Chu Lợi Quân quỳ trên mặt đất, sợ hãi cầu xin Thái Vĩ Dân tha mạng. Làm sao Thái Vĩ Dân có thể tha cho gã ta được? Người như thế, lúc bạn mạnh hơn gã ta chỉ là một con chó, nhưng nếu thả gã ta về chỗ cũ, gã ta sẽ là một con sói. Gã ta có căn cơ ở Vũ Châu, lúc nào cũng có thể đến trả thù. Thái Vĩ Dân không muốn tạo thêm phiền toái cho Lý Dục Thần nữa. Đương nhiên gã ta sẽ không giết người ở Ngô Đồng Cư, sau khi cảm ơn Mã Sơn liền bảo Hoàng Tam lái xe lại đây, nhét Chu Lợi Quân vào trong cốp xe rồi nghênh ngang rời đi. Mã Sơn nhìn xe của Hoàng Tam biến mất ở lối ra, ông ta biết Chu Lợi Quân sẽ biến mất mãi mãi, từ nay về sau Vũ Châu cũng sẽ mất đi một bá chủ. Sơn Trang Bắc Khê, Thẩm Minh Xuân nghĩ như thế nào cũng không ra ông ta làm cậu chủ nhà họ Thẩm, con rể nhà họ Lâm, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản ở ngoài cửa. Cậu bị mù hay sao, hay là không muốn làm việc nữa? Không biết tôi là ai à, Thẩm Minh Xuân cả giận nói. Bảo vệ thò mặt ra cười ha ha, nói, biết chứ, sao tôi lại không biết ông Thẩm được, không phải ông đã phát đạt rồi tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm sao? Cậu, Thẩm Minh Xuân vô cùng giận dữ, một bảo vệ như cậu có tư cách quan tâm đến chuyện của tôi và nhà họ Lâm ư? Mau cút cho tôi. Bảo vệ cũng không tức giận, chỉ là vẫn không nhường đường. Ông Thẩm, không phải tôi không cho ông vào, mà là ông cụ Lâm đã lên tiếng. Phàm là người đã công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, từ nay về sau không được bước vào nhà họ Lâm nửa bước. Thẩm Minh Xuân vừa nghe là ông cụ lên tiếng liền không dám nổi giận nữa. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thu Phượng. Lúc chuẩn bị rời đi, Tiêu Thập Nương đi đến trước mặt Lý Dục Thần, cúi người nói, cậu Lý, tôi có một yêu cầu quá đáng. Bà ta không nói, mọi người cũng đã sớm đoán được của ý đồ của bà ta. Lý Dục Thần nhìn thấy ánh mắt của bà ta, một cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết đánh úp lại. Bà Tiêu, Lý Dục Thần mở miệng nói. Gọi tôi Thập Nương là được rồi, Tiêu Thập Nương thản nhiên cười nói, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy, cậu không cần khách khí. Lý Dục Thần gật đầu nói, được, Thập Nương, nếu đã nhúng tay vào chuyện của bà, tôi cũng không thể không quan tâm đến được. Tôi có thể đi xem bệnh của bố bà, nhưng có thể chữa khỏi hay không, tôi không dám đảm bảo. Tiêu Thập Nương mừng rỡ nói, cậu có thể đi, tôi đã rất biết ơn rồi. Nghe nói Lý Dục Thần muốn đến nhà họ Tiêu ở thành phố Tuyên, những người khác đều vô cùng hâm mộ. Trong lòng ai nấy đều tính toán xem nên tìm lý do gì để mời cậu Lý đến nhà mình. Không nói đến mọi người đang nghĩ như thế nào, Lý Dục Thần đồng ý với Tiêu Thập Nương sẽ đến thành phố Tuyên, liền gọi điện cho Mã Sơn, để ông ta tự mình đến thành phố cô đưa Chu Lợi Quân về. Rất nhanh Mã Sơn đã đến thành phố Gô, áp giải Chu Lợi Quân trở về thành phố Hòa. Thái Vĩ Dân vẫn còn đang ở Ngô Đồng Cư, đang gọi điện với thuộc hạ, bảo bọn họ chuẩn bị tốt, đề phòng Chu Lợi Quân sẽ tìm tới. Dù sao Chu Lợi Quân cũng là bá chủ Vũ Châu, thế lực rất lớn, cũng rất có tiền. Các gia tộc lớn ở thành phố Hòa không sợ gã ta, nhưng Thái Vĩ Dân không thể không cẩn thận được. Gã ta không thể cứ trốn tránh ở Ngô Đồng Cư. Dựa vào Lý Dục Thần che chở để sống mãi được. Phục tùng Lý Dục Thần là vì gã ta nhìn chúng lực lượng cường đại của Lý Dục Thần. Nhưng Thái Vĩ Dân lăn lộn ngoài đời nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ một đạo lý, nếu muốn để người ta làm chỗ dựa vững chắc cho mình phải tạo ra chút tác dụng trước đã. Không có chỗ dựa nào muốn nuôi một con sâu mọt cả. Đúng lúc này, Mã Sơn đã trở lại, cũng đưa Chu Lợi Quân về đây. Thái Vĩ Dân vô cùng khiếp sợ với năng lực của Lý Dục Thần. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh đã tìm được Chu Lợi Quân, hơn nữa còn đưa gã ta nguyên vẹn đến trước mặt mình. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng trong lòng Thái Vĩ Dân lại có chút cảm động. Đã rất nhiều năm rồi gã ta không có cảm xúc như thế, một người lăn lộn ngoài đời nửa đời người, đánh đánh đấm đấm, tất cả quan hệ đều dựa vào lợi ích, đều là lợi tự vào đầu, cùng lắm là chỉ có chút nghĩa khí giang hồ. Bây giờ gã ta bị Chu Lợi Quân trả thù, Lý Dục Thần chẳng những chạy tới bệnh viện, cứu mạng gã ta,
nối liền cánh tay cho gã ta, mà còn tự mình đi bắt Chu Lợi Quân giao cho gã ta xử lý. Đi đâu mà tìm được lão đại như vậy, chỗ dựa vững chắc như vậy. Giờ phút này, Thái Vĩ Dân cũng quyết định cả đời này sẽ đi theo Lý Dục Thần, núi đao biển lửa, có chết cũng không sợi. Chu Lợi Quân quỳ trên mặt đất, sợ hãi cầu xin Thái Vĩ Dân tha mạng. Làm sao Thái Vĩ Dân có thể tha cho gã ta được? Người như thế, lúc bạn mạnh hơn gã ta chỉ là một con chó, nhưng nếu thả gã ta về chỗ cũ, gã ta sẽ là một con sói. Gã ta có căn cơ ở Vũ Châu, lúc nào cũng có thể đến trả thù. Thái Vĩ Dân không muốn tạo thêm phiền toái cho Lý Dục Thần nữa. Đương nhiên gã ta sẽ không giết người ở Ngô Đồng Cư, sau khi cảm ơn Mã Sơn liền bảo Hoàng Tam lái xe lại đây, nhét Chu Lợi Quân vào trong cốp xe rồi nghênh ngang rời đi. Mã Sơn nhìn xe của Hoàng Tam biến mất ở lối ra, ông ta biết Chu Lợi Quân sẽ biến mất mãi mãi, từ nay về sau Vũ Châu cũng sẽ mất đi một bá chủ. Sơn Trang Bắc Khê, Thẩm Minh Xuân nghĩ như thế nào cũng không ra ông ta làm cậu chủ nhà họ Thẩm, con rể nhà họ Lâm, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản ở ngoài cửa. Cậu bị mù hay sao, hay là không muốn làm việc nữa? Không biết tôi là ai à, Thẩm Minh Xuân cả giận nói. Bảo vệ thò mặt ra cười ha ha. Nói, biết chứ, sao tôi lại không biết ông Thẩm được, không phải ông đã phát đạt rồi tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm sao? Cậu, Thẩm Minh Xuân vô cùng giận dữ, một bảo vệ như cậu có tư cách quan tâm đến chuyện của tôi và nhà họ Lâm ư? Mau cút cho tôi. Bảo vệ cũng không tức giận, chỉ là vẫn không nhường đường. Ông Thẩm, không phải tôi không cho ông vào, mà là ông cụ Lâm đã lên tiếng, phàm là người đã công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm. Từ nay về sau không được bước vào nhà họ Lâm nửa bước. Thẩm Minh Xuân vừa nghe là ông cụ lên tiếng liền không dám nổi giận nữa. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thu Phượng. Thu Phượng, là anh. Ông ta còn chưa nói xong đã bị Lâm Thu Phượng dập máy. Thẩm Minh Xuân sững sờ tại chỗ. Bảo vệ cười hì hì nhìn ông ta, ông Thẩm, sao rồi? Thẩm Minh Xuân tức giận đến mức suýt nữa hộc máu. Nhưng ông ta có thể làm gì được chứ? Người nhà họ Lâm không cho ông ta đi vào, nhà họ Thẩm lại không cho ông ta quay về. Thẩm Bình Nguyên nói nếu người nhà họ Lâm không tha thứ cho ông ta thì sẽ xóa tên ông ta khỏi gia phả nhà họ Thẩm. Tại sao có thể như vậy chứ? Thẩm Minh Xuân vừa giận dữ vừa buồn bã. Đều là Lý Dục Thần. Nếu không phải do tên nhóc này, mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như vậy. Chỉ là nghĩ đến tia chớp kia. Thẩm Minh Xuân liền không có dũng khí mắng một câu ở trong lòng. Thu Phượng ai? Thẩm Minh Xuân đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa bảo vệ hoảng sợ. Sau đó, bảo vệ liền nhìn thấy ông Thẩm từ trước đến nay vẫn luôn vênh vênh váo váo không ai bì nổi lại quỳ xuống trước cửa sơn trang. Anh sai rồi. Tiếng gào khóc thảm thiết của Thẩm Minh Xuân quanh quẩn trong gió thu, đột nhiên truyền vào trong sơn trang Bắc Khê rộng lớn. Cuối cùng âm thanh này đã thu hút sự chú ý của người nhà họ Lâm. Người thứ nhất đi ra chính là Lâm Nguyệt Nga và chồng bà ta Tôn Quảng Phúc. Thẩm Minh Xuân thấy Tôn Quảng Phúc từ trước đến nay mình vẫn luôn xem thường đứng ở cửa, mà mình lại phải quỳ gối bên ngoài, liền cảm thấy thế giới này cực kỳ hư ảo. Trong lòng ông ta khó chịu muốn chết, nghẹn khuất muốn chết. Nhưng ông ta vẫn phải quỳ, dùng giọng điệu yếu đuối để cầu xin người ta. Chị Tư, anh rể Tư. Hai người đi nói với Thu Phượng rằng em biết sai rồi, cho em trở về đi. Tôn Quảng Phúc và Lâm Nguyệt Nga quay sang nhìn nhau, không rõ tại sao người này lại đổi nhiên đổi tính như thế. Người tiếp theo đi ra chính là Nghiêm Tuệ Mãn và Lâm Mộng Đình. Tiếp theo những người khác trong nhà họ Lâm cũng lần lượt đi ra. Mà bảo vệ và người làm đã vây quanh ngoài cửa, tò mò chỉ trỏ. Dường như đã lâu rồi nhà họ Lâm không náo nhiệt như vậy. Người cuối cùng đi ra chính là Lâm Thu Phượng. Trừ ông cụ ra thì người nhà họ Lâm đều xem như đến đông đủ. Thu Phượng, anh biết sai rồi, anh trở về nhận lỗi với em, hãy cho anh vào nhà đi. Cái đầu lòng lang dạ sói như anh còn có mặt mũi trở về ư. Mặc dù sắc mặt Lâm Thu Phượng còn lạnh như băng, nhưng trong lòng đã mềm nhũ. Cuối cùng, dưới sự cầu xin đau khổ của Thẩm Minh Xuân, bà ta cũng kéo ông ta vào cửa sơn trang Bắc Khê. Thẩm Minh Xuân vui mừng quá đỗi, kích động đến mức nước mắt đầm đìa. Được rồi, vào đi thôi, đừng ở chỗ này dọa người ta, Lâm Thu Phượng nói. Từ từ, Thẩm Minh Xuân bỗng nhiên nhìn về phía Nghiêm Tuệ Mãn,
chị dâu, chị giúp em một chuyện. À không, không cần chị dâu, vẫn nên để Mộng Đình đi, Mộng Đình cháu giúp chú một chuyện, cháu hãy gọi điện cho cậu Lý, đúng, chính là Lý Dục Thần đấy, cứ nói chú đã trở về nhận sai rồi, mọi người cũng đã tha thứ cho chú rồi. Lâm Mộng Đình mờ mịt nhìn ông ta. Ông đã trở lại, vì sao còn muốn tôi gọi điện cho Dục Thần nói một tiếng? Tất cả mọi người đều nhìn ông ta. Ngay cả ve sầu trên cây cũng ngừng kêu to, bầu không khí yên tĩnh tràn ngập xấu hổ. Thẩm Minh Xuân cười gượng vài tiếng, ha, ha, chỉ cần gọi điện báo cho cậu Lý một tiếng là được, Mộng Đình, cầu xin cháu đấy. Mọi người đã hoảng hốt hiểu được lý do vì sao người này lại đột nhiên trở về rồi. Lâm Thu Phượng vung tay đẩy ông ta ra, nổi giận đùng đùng rời đi. Những người khác cũng lập tức giải tán, chỉ để lại một mình Thẩm Minh Xuân, sửng sốt một chút mới đuổi theo ở phía sau, vừa đuổi vừa kêu, ê, chỉ gọi điện nói một tiếng thôi mài. Chỉ còn lại bảo vệ đứng ở cửa lắc lư trong gió thu, nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, nhớ tới buổi sáng mùa hè thiếu niên kia đứng ở ngoài cửa nói đến tìm người thân ở nhà họ Lâm. Nhà họ Tiêu không ở nội thành thành phố Tuyên, mà là ở một thôn trấn ngoại thành. Đây là một thị trấn nhỏ thanh bình xinh đẹp cổ xưa, dựa vào một con sông, một con đường đá xuyên qua cả thôn trấn. Ở trong một con ngõ nhỏ giữa thôn trấn có một tòa nhà, trước cửa có hai con sư tử đá cổ xưa hùng dũng công khai thể hiện căn nhà cũ này đã từng uy nghiêm như thế nào. Bố của Tiêu Thập Nương Tiêu Dạ Bạch sống ở nơi này. Lúc Lý Dục Thần nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch, ông ta đã tiều tụy đến mức không khác gì sắp chết. Tiêu Thập Nương nói cho anh biết bố mình đã nằm trên giường 2 năm rồi. 2 năm trước, mọi người đã nghĩ bố của bà ta không chịu được nữa. Thậm chí nhà họ Tiêu còn chuẩn bị xong việc ma chay rồi. Nhưng bố vẫn luôn thoi thóp một hơi thở, vẫn chưa ra đi. Họ đã đi khắp các bệnh viện tốt nhất cả nước, tìm bác sĩ tốt nhất khắp cả nước, nhưng không tìm ra được nguyên nhân mắc bệnh. Chỉ là hơi thở này càng lúc càng yếu. Tiêu Thập Nương luôn cảm thấy bố có điều muốn nói, cho. Nên mới nín hơi thở này không chịu nuốt xuống. Lý Dục Thần vừa nhìn là nhận ra, hồn phách của Tiêu Dạ Bạch đã không còn. Theo Lý, hồn phách không còn, chắc chắn là đã chết. Nhưng Tiêu Dạ Bạch lại vẫn sống, còn có một hơi thở. Cho thấy hồn của ông ta còn đang ở trên thế gian, chỉ là không thể về với thể xác của ông ta. Lý Dục Thần lập tức liên tưởng đến lần trước ông cụ Lâm bị Ngô Hiền mà nhà họ Triệu mời đến thi triển sách đinh đầu tiễn, triệu chứng rất giống. Nhưng không ai lại dùng 2 năm đi thi triển một thuật pháp như này. Bởi vì thi triển pháp thuật cũng cần vốn, ngoại trừ pháp lực của bản thân, cũng có khả năng hao tổn nguyên thần. Cho nên thông thường yêu cầu càng nhanh càng tốt, ví dụ sách đinh đầu tiễn trong cổ vu thuật cần 7-7-49 ngày, còn phiên bản cải tiến của Ngô Hiền dùng chỉ cần 7 ngày. Nhưng nếu không phải có người thi triển pháp thuật, thì hồn của Tiêu Dạ Bạch đã đi đâu? Trước khi ông cụ phát bệnh, lần cuối cùng đã đi đâu, Lý Dục Thần hỏi. Nơi cuối cùng, Tiêu Thập Nương suy nghĩ nói, có lẽ là đi dạo trong thị trấn. Bình thường ông ấy sống trong thành phố, nhưng lần đó vừa hay là tiết thanh minh, chúng tôi về tảo mộ. Lần ông ấy quay về, đều ở lại mấy ngày, đi dạo khắp chỗ, nói chuyện với người già trong thị trấn. Đợi đã. Vừa nãy bà nói tảo mộ tiết thanh minh, cũng có nghĩa là, trước khi xảy ra chuyện, ông ấy đã đến mộ tổ của nhà các người, Lý Dục Thần hỏi. Đúng thế, Tiêu Thập Nương ngạc nhiên, chẳng lẽ là vì lên mộ. Nhưng hôm đó chúng tôi cũng đi, hơn nữa lúc ông ấy phát bệnh, đã qua tiết thanh minh mấy ngày. Lý Dục Thần nói, được rồi, dẫn tôi đến mộ tổ của nhà các. Người xem đi, hồn của bố bà mất rồi, có thể tìm lại hay không? Thì phải xem may mắn rồi. Tiêu Thập Nương nghe xong kinh hãi, vội vàng sắp xếp xe, đưa Lý Dục Thần đến ngọn núi có mộ tổ của nhà họ Tiêu. Đến trước núi vừa nhìn, Lý Dục Thần cảm thán, quả nhiên là phong thủy tốt, chẳng trách nhà họ Tiêu chọn nơi này làm mộ tổ, xa như vậy cũng không muốn di rời. Phần mộ của nhà họ Tiêu ở sườn núi, chiếm một mảnh đất lớn. Mấy chục bia bộ xếp theo phương vị nhất định, vừa nhìn là biết đã được đại sư phong thủy chỉ điểm, lợi dụng mộ tổ ngưng tụ địa khí xung quanh. Vậy là nơi này tương đương với một trận pháp nho nhỏ, trở thành phong thủy nhãn của cả ngọn núi. Âm trạch như vậy, quả nhiên là tốt, theo cách nói của người ngày nay thì con cháu đầy nhà, thiên thu vạn đại. Nhưng vấn đề cũng xuất phát từ trên trận pháp do bia mộ hình thành. Phong thủy vốn thuộc tự nhiên,
Địa khí cũng là phân bố tự nhiên, dòng chảy dựa theo địa hình địa thế, hình thành một nơi thiên nhiên ẩn gió tụ khí, vậy mới là phong thủy tốt. Nhưng một khi dùng trận pháp ngưng tụ địa khí, có nghĩa là con người đã phá hỏng tự nhiên, chỗ của anh phong thủy tốt rồi, địa khí xung quanh lại bị phá hỏng. Việc này không phù hợp đạo tự nhiên, cho nên cao nhân thực sự thường coi thường nó. Vị trí mộ phần nhà họ Tiêu lại vừa hay là chỗ khúc ngoặt của dãy núi, gần như đã phá hỏng cả hướng đi của địa khí cả dãy núi. Thời gian dài, khí vận của nhà họ Tiêu sợ rằng sẽ suy giảm. Lý Dục Thần nhìn thấy điểm này, nhớ đến Hoàng Định Bang ở thành phố cô ép Tiêu Thập Nương rời mộ, đúng là tái gạch dưới ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, không thể suy đoán tự có ý trời, giúp nhà họ Tiêu vượt qua tai họa. Tiếc là lại gặp được mình. Cậu Lý, mộ tổ của chúng tôi có vấn đề sao? Tiêu Thập Nương hỏi. Có vấn đề, Lý Dục Thần nói. Hả, Tiêu Thập Nương kinh ngạc, vậy phải làm thế nào? Bệnh của bố tôi có liên quan đến mộ tổ không? Cần lập tức, rời mộ không? Lý Dục Thần lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Tiêu Thập Nương lo lắng nói, vậy bố của tôi còn cứu được không? Lý Dục Thần nói, đã cách thời gian quá lâu, tôi cũng không dám bảo đảm. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, bố của bà đã xảy ra chuyện ở đây, hồn của ông ta bị rớt mất. Rớt hồn, Tiêu Thập Nương vô cùng không hiểu, làm sao hồn lại rớt được. Lý Dục Thần quan sát cảnh khu mộ, muốn tìm kiếm manh mối. Đương nhiên hồn của con người không thể nào vô duyên vô cớ rời khỏi cơ thể, trong tình huống bình thường, hồn phách rời khỏi cơ thể không thể chịu được sức mạnh của không gian này, sẽ nhanh chóng tiêu tan, chỉ có tình huống đặc biệt mới ngưng tụ bất tán. Ví dụ như sách đinh đầu tiến, người thi triển thuật pháp bắt hồn của con người bằng pháp thuật, cất giữ trên người làm bằng rơm cỏ. Nhưng cũng không giữ được bao lâu, và cần người thi triển thuật pháp bày tế đàn, dùng pháp lực suy. Trì. Hoặc là như Hồ Vân Thiên xác chìm xuống đáy giếng, dùng bùa phong ấn miệng giếng. Nhưng cũng không phải là phong ấn hồn thực sự của ông ta, mà là một chút sát khí từ từ ngưng kết ra oán linh. Tiêu Dạ Bạch đã ngã bệnh 2 năm, tình hình chắc chắn càng phức tạp hơn. Lý Dục Thần nghĩ đến một khả năng. Hoàng Định Bang nói muốn mua mộ tổ của nhà bà, dùng để khai thác, bà có biết ông ta định đào từ đâu không? Tiêu Thập Nương lắc đầu nói, tôi không rõ, ông ta nói là muốn khai thác cả khoáng mạch, nhưng không nói đào từ đâu. Lý Dục Thần lại hỏi, vậy bà có biết ở gần đây có đầm sâu suối sâu gì không, hoặc là nơi nào như động không đáy trong lời đồn dân gian? Tiêu Thập Nương vẫn lắc đầu, ngoài đến thăm mộ ra thì tôi rất ít đến đây. Việc này chỉ có thể đi hỏi thăm thôn dân gần đây. Cậu Lý, cậu muốn làm gì? Lý Dục Thần N.A. còn nhớ những lời Hoàng Định Bang và Thanh Huyền nói trước khi chết không? Thanh Huyền nói dưới lòng đất có âm long, nguyên nhân họ muốn mua mộ tổ của nhà bà không phải để khai thác khoáng sản, mà là muốn tìm âm long đó. Nếu họ nói thật, thì dưới lòng đất có âm long, vậy thì hồn của ông cụ, rất có thể bị thứ đó hút đi. Mộ tổ của nhà bà chém đứt khí địa mạch ở nơi này, đã hình thành thế phong thủy độc đáo. Phong thủy tốt như vậy, không chỉ có con người thích. Tiêu Thập Nương phái người đi hỏi thăm xem gần đây có đầm sâu suối sâu gì không. Ở khu mộ chỉ còn lại bà ta và Lý Dục Thần, còn có ông lão họ Lưu đó. Ông lão họ Lưu tên là Lưu Thiên Hưng, lúc này cũng đã thân quen với Lý Dục Thần. Ông là ta truyền nhân của Y Mạch Hoàng Sơn, có giao tình sâu sắc với nhà họ Tiêu, đặc biệt là với ông cụ Tiêu Dạ Bạch, cũng coi là bạn tâm giao. Y Mạch Hoàng Sơn, còn có chung nguồn gốc với nhà họ Hồ ở Tiền Đường. Tổ tiên Hồ Lệnh Sơn của nhà họ Hồ, tổ tịch ở Huy Châu Cổ, y thuật của ông ta cũng là được truyền thừa từ Y Mạch Hoàng Sơn. Tính ra, hai nhà là phân nhánh đồng môn. Lý Dục Thần có giao tình rất tốt với nhà họ Hồ, lại thêm Hồ Lệnh Sơn ở Côn Luân cũng coi là sư huynh của anh, vì vậy đương nhiên anh cũng có thiện cảm với đệ tử của Y Mạch Hoàng Sơn. Lưu Thiên Hưng nhận chuẩn Lý Dục Thần là truyền nhân y thánh, nên vô cùng tôn kính Lý Dục Thần. Hai người nói chuyện vô cùng hợp. Nói đến một vài chủ đề về y thuật, Lý Dục Thần vô tình chỉ dạy một số điều. Theo như Lưu Thiên Hưng nói, tình trạng của Tiêu Dạ Bạch, ban đầu ông ta cũng nghi ngờ là mất hồn. Cho nên dùng một số cách gọi hồn dân gian, nhưng không có hiệu quả. Lý Dục Thần biết. Cách dân gian mà ông ta nói chắc chắn không phải đơn giản như rắc vài hạt gạo như dân gian làm, Y Mạch Hoàn Sơn có truyền thừa đặc biệt, nếu không, ban đầu Hồ Lệnh Sơn cũng không học được thuật trúc do. Ngoài y thuật ra, hiển nhiên Lưu Thiên Hưng còn tu luyện qua võ đạo và thuật pháp,
chỉ là lấy y nhập đạo, khác. Với con đường của Lý Dục Thần đi. Tiêu Dạ Bạch mất hồn đã lâu như vậy, đã dùng cách bình thường gọi hồn về. Nhưng ngay ban đầu, Liêu Thiên Hưng đã dùng thuật gọi hồn, có lẽ là có hiệu quả, ít nhất sẽ có cảm ứng. Một chút cảm ứng cũng không có sao, Lý Dục Thần hỏi. Không cớ, Liêu Thiên Hưng lắc đầu. Không phải chứ, Lý Dục Thần trầm ngâm nói, trừ phi hồn của ông ta bị trận pháp cấm nhốt. Lý Dục Thần và Liêu Thiên Hưng cùng nhìn sang bia mộ trong khu mộ. Trận pháp. Lý Dục Thần đi vào khu mộ, đi quanh giữa các bia mộ một vòng. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ lên đá gạch dưới đất, đột nhiên hỏi, thập nương, tổ tiên nhà họ Tiêu có lai lịch thế nào? Có phải từng làm quan không? Tiêu thập nương không hiểu nói, chỉ là thị tộc bình thường, cũng không có gì đặc biệt, theo ghi chép trong tộc. Phổ, tổ tiên từng làm mấy chức quan, nhưng cũng không phải quan lớn. Chỉ là cày ruộng và đọc sách, củi cháy lửa truyền, mới miễn cưỡng duy trì gia nghiệp. Cậu nhìn bia mộ, này cũng không khác công trạng gì, nếu tổ tiên làm quan lớn, thì chẳng phải sẽ ghi hết lại ư. Lý Dục Thần nghĩ cũng phải, kỳ lạ nói, nhưng sao phía dưới có địa cung lớn như vậy? Âm trạch phần mộ của người bình thường, cùng lắm cũng chỉ đào mấy cái hố, đặt quan tài xuống là được. Địa cung, Tiêu Thập Nương thấy kỳ lạ, phía dưới có địa cung. Sao tôi không biết? Liêu Thiên Hưng cũng nói, đúng thế, khi lão thái gia nhà họ Tiêu hạ táng, tôi cũng đến, chỉ là hố mộ bình thường, không nhìn thấy địa cung. Lý Dục Thần vừa nghe, thấy kỳ lạ hơn, anh trầm tư một lát, rồi lại đi giữa các bia mộ. Đi được hai vòng. Nói tôi dám chắc chắn, phân bố những bia mộ này tạo thành trận pháp, không chỉ có tác dụng tàng phong tụ thủy, che chở phù hộ con cháu, nó còn ẩn giấu cơ quan mở địa cung, chỉ là hình như cơ quan này đã bị phá hỏng. Tiêu Thập Nương và Liêu Thiên Hưng quay sang nhìn nhau một cái, vừa khó hiểu vừa chấn kinh. Sao lại như vậy? Sợ rằng chỉ có đợi ông cụ tỉnh lại mới biết được, Lý Dục Thần nói. À, cậu Lý, cậu nói. Bố của tôi được cứu rồi ư, Tiêu, Thập Nương vừa hưng phấn vừa kỳ vọng nhìn Lý Dục Thần. Bây giờ vẫn không dễ nói trước, Lý Dục Thần nói, hồn của ông cụ rất có thể bị nhốt dưới lòng đất này. Nơi chôn cất tổ tông lâu năm cũng đúng là không tệ. Chỉ là, chuyện này xảy ra thế nào, rất đáng được làm rõ. Tôi hỏi bà, lúc bố của bà phát bệnh, có ai ở bên cạnh ông ta? Người đầu tiên phát hiện ra là ai? Là chú ba của tôi. Không biết Tiêu Thập Nương nghĩ. Đến điều gì mà khế cao mày, hôm đó chú tôi gọi điện đến, nói bố tôi đột nhiên ngất xỉu, có thể là trúng gió. Lúc tôi gặp được bố, ông ấy đã ở trong bệnh viện, ngoại trừ lúc đó khí sắc khuôn mặt vẫn không kém lắm, thì những việc khác. Giống như hôm nay cậu nhìn thấy, cậu Lý, cậu nói, chú của tôi, ông ấy. Lý Dục Thần nói, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu Lý, cậu đã nói hồn của bố tôi ở ngay dưới lòng đất. Vậy có cách nào cứu ông ấy ra không? Có. Tiêu Thập Nương nghe nói có cách, liền hưng phấn, trong mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn sang Lý Dục Thần. Ở đây có lẽ có thông đạo thông xuống lòng đất, nhưng cơ quan bị phá hỏng, thông đạo đã đóng. Bây giờ cách duy nhất, chính là đào cả khu mộ lên. Việc này. Tiêu Thập Nương vừa nghe, ánh mắt tối lại. Thế chẳng phải là đi lại con đường đã đàm phán với Hoàng Định Bang sao? Tuy nhiên. Bà ta thông minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ, Hoàng Định Bang muốn lấy mảnh đất này, chính là muốn đào địa cung nhà tôi? Lý Dục Thần gật đầu nói, rất có thể. Nhưng, Hoàng Định Bang làm sao biết ở đây có địa cung? Hơn nữa đào địa cung thì có thể có được cái gì? Trong địa cung có cái gì, ngay cả tôi cũng không biết. Bà không biết, tự khắc có người khác biết. Bố của bà chắc chắn biết, ngoài ông ta ra, bà nghĩ xem. Trong gia tộc của bà còn có ai biết không? Chú ba, Tiêu Thập Nương hiểu ra rồi lại chấn kinh, chẳng lẽ là ông ấy? Lý Dục Thần không nói gì nữa. Đây là chuyện của nhà họ Tiêu, anh không quản được. Nhiệm vụ của anh là giúp Tiêu Dạ Bạch chữa bệnh. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ hơi phức tạp, đã vượt qua phạm vi chữa bệnh. Anh không muốn bị kéo vào trong chuyện quá mức phức tạp này, duyên nghiệp vướng mắc, không phải chuyện tốt với người tu hành. Gió trên núi hơi lạnh. Thổi đến, Tiêu Thập Nương bất giác ôm cánh tay. Từ giữa đôi lông mày của bà ta, Lý Dục Thần lại cảm thấy chút gì đó quen thuộc. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Tôi cứ cảm thấy bà hơi quen mắt, nhưng không nghĩ ra, anh hỏi. Tiêu Thập Nương cười xinh đẹp, nói, đương nhiên quen rồi, hồi nhỏ cậu gọi tôi là chị,
tôi gọi cậu là tiểu thần thần đấy. Lý Dục Thần ngẩn người ở đó, khó hiểu a. Một tiếng. Tiêu Thập Nương nhìn dáng vẻ của anh, cũng phải mỉm cười, nói, ông nội của cậu tên là Lý Hữu Toàn phải không? Lý Dục Thần kinh ngạc, bà biết ông nội tôi. Tiêu Thập Nương nói, đâu chỉ là quen biết, còn rất thân cơ. Khoảng gần 20 năm trước, lúc đó, nhà họ Tiêu chúng tôi đang trong lúc sa sút, bố mẹ tôi ở ngoại tỉnh khởi nghỉ quê nhà thành phố Tuyên, theo cách nói bây giờ, gọi là đứa trẻ bị bỏ lại ở nhà. Đương nhiên lúc đó tôi cũng không còn nhỏ, mười mấy tuổi, lúc được nghỉ, nhớ bố mẹ, liền muốn đi thăm họ, kết quả trên đường bị kẻ buôn người lừa gạt, bị bán đến Nam Giang. Tôi liều mạng bỏ trốn, lại bị người ta đuổi theo, là ông. Nội cậu đã cứu tôi còn sống ở nhà các cậu một thời gian đấy. Lúc đó, cậu còn chưa đến 3 tuổi, mọi người đều gọi cậu là tiểu thần thần, cậu gọi tôi là chị, cậu quên hết rồi phải không? Khi Tiêu Thập Nương nói đến những việc này, khuôn mặt còn hiện lên vẻ hạnh phúc. Lý Dục Thần hiểu ra, chẳng trách cảm thấy quen mắt, thì ra còn có duyên phận như vậy. Nhớ thì chắc chắn không nhớ rồi. Chuyện hồi chưa đến 3 tuổi, ai nhớ được? Kể cả Mã Sơn và Đinh Hương cùng lớn lên từ nhỏ, ký ức. Đó cũng chủ yếu là tập trung từ sau 5 tuổi, hơn nữa phần lớn là mảnh ký ức nhỏ nhặt. Sau này tôi đi tìm nhà các cậu, nhưng lúc đó các cậu đã không còn ở đấy nữa. Người ta nói hai ông cháu các cậu đã chết, không ngờ lại gặp được cậu ở thành phố cô. Nghe được tên của cậu, nhìn đôi mắt của cậu, tôi chắc chắn là cậu, Tiêu Thập Nương nhìn Lý Dục Thần nói. Trong phút chốc, Lý Dục Thần cũng cảm thấy thân thiết hơn. Tất cả ấn tượng của anh với thế gian, đều bắt đầu từ đại viện rác rưởi đó, cho đến 7 tuổi, ông nội qua đời. Vì vậy, chỉ cần là người quen biết trong những năm đó, anh đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Cho nên anh mới coi Mã Sơn như anh trai, coi Đinh Hương như em gái. Không ngờ ở đây lại có thêm một bà chị. Tuy ký ức mơ hồ đến mức ngoài chút cảm giác quen thuộc, không tìm được ấn tượng gì, nhưng phần thân thiết vẫn dâng lên trong lòng, khiến anh ấm áp. Nếu đã có duyên phận như vậy, thì anh không thể không quản chuyện của nhà họ Tiêu. Chị, Lý Dục Thần rất tự nhiên đổi cách gọi như hồi nhỏ. Tiêu Thập Nương ngược lại có chút mất tự nhiên, mặt đỏ lên, nói, vẫn cứ gọi Thập Nương đi, bây giờ cậu là cậu Lý ba tỉnh cùng tôn kính, Lý Thiên Nhân, gọi tôi là chị, làm sao tôi nhận được. Lý Dục Thần cười nói, cái gì mà ba tỉnh tôn kính? Chỉ cần tôi nhận người chị là chị, cho dù tôi là minh chủ Hoa Hạ, thì chị cũng là chị của tôi. Tiêu Thập Nương vừa hạnh phúc và cảm động, nói cậu nhận tôi là chị, tôi lại không thể gọi cậu là em trai, tôi vẫn gọi cậu là cậu Lý thì hơn. Lý Dục Thần cũng yêu cầu, nói chị, hồn của lệnh tôn có lẽ ở ngay dưới lòng đất, nhưng lối vào địa cung đã bị người khác phá hỏng, bây giờ không xuống được. Hay là đào mộ lên đi, Tiêu Thập Nương nói. Thập Nương! Cô phải suy nghĩ kỹ, Lưu Thiên Hưng nói, động vào mộ, chưa được người trong tộc đồng ý, cô sẽ thành tội nhân gia tộc đấy. Không lo được nhiều như vậy, cứu mạng của bố tôi quan trọng hơn, người cứu sống rồi mới có thể làm rõ sự thực. Tiêu Thập Nương cắn răng nói, có tội lỗi gì tôi gánh chịu, cho dù phải thi hành gia pháp, tôi cũng nhận. Nhưng nếu phát hiện bố tôi bị người ta hại, trong mắt bà ta lộ ra vẻ sắc sảo ghê gớm. Lý Dục Thần cũng phải khâm phục dũng khí và sự quyết đoán của người phụ nữ này. Trước đây anh không biết, gần đây trải qua những chuyện của nhà họ Lâm và mấy gia tộc khác, anh cũng coi như nhìn rõ tính phức tạp trong những gia tộc lớn. Một người phụ nữ, bố nằm trên giường sống dở chết sở hơn 2 năm, bà ta vừa phải kiên trì tìm người chữa bệnh cho bố, vừa phải điều hành gia nghiệp, duy trì sự cân bằng trong các loại tranh đấu của gia tộc, bảo đảm gia tộc không giải tán, thật không dễ dàng. Cứ đợi thêm đã, Lý Dục Thần nói, công trình đào địa cung không phải là nhỏ, hơn nữa không cẩn thận chạm vào cơ quan nào đó, hủy trận pháp phía dưới, hồn của lệnh tôn sẽ tiêu tan. Vậy phải làm thế nào, Tiêu Thập Nương lo lắng nói. Yên tâm đi, cứ đợi đã, sẽ có cách khác, Lý Dục Thần nói. Lúc này, những người được phái đi liên tục về báo cáo, phát hiện địa huyệt khe núi gần đây. Nhưng đại đa số, Lý Dục Thần vừa nghe là biết không cần đi xem. Chỉ là sơn động bình thường. Duy có một người, nói ở gần thôn nhà họ Quách ở mặt sau núi có một thung lũng, trong thung lũng có một thác nước nhỏ, dưới thác nước có một cái đầm âm long. Người trong thôn nhà họ Quách nói, trong đầm nước có con rồng ẩn hiện, trước đây người thế hệ trước còn có tập tục đến đầm âm long tế bái. Lý Dục Thần vừa nghe là biết có vấn đề.
Theo phương vị mà người đến nói, anh đi lên chỗ cao nhìn hướng đi của địa mạch thế núi, bèn nói, đi thôi, chúng ta đi xem sao. Đầu tiên đến thôn nhà họ Quách, tìm được một ông lão trong thôn tên là Quách Vân Long. Cái tên này cũng rất hợp cảnh. Các người làm chương trình phát sóng trực tiếp thám hiểm dã ngoại phải không? Ông lão rất tự nhiên, bồ bồ nói một đống từ hot trên mạng, có rất nhiều từ mà Lý Dục Thần chưa từng nghe nói đến. Cậu nhóc à, quay chụp bên trong thung lũng là được rồi, tuyệt đối đừng đến đầm Âm Long, lần trước có mấy thanh niên, nói cũng làm chương trình phát sóng trực tiếp, đến thám hiểm nơi này, đi xuống đầm Âm Long mà không lên được nữa. Không ai xuống tìm sao? Tìm rồi, đội phòng cháy chữa cháy cũng đến, thả dây kéo mấy trăm mét, tìm kiếm mấy ngày liền, vẫn không tìm được người, ông lão lắc tôi thấy ấy à, người bị Âm Long ăn thịt rồi. Nhưng người thời ni không tin nữa. Ông dẫn chúng tôi đi xem đi, Lý Dục Thần nói. Tôi nói cậu nhóc này, sao cậu cứng đầu thế chứ, ông lại trừng mắt nhìn anh. Tiêu Thập Nương cười, lấy ra 200 đồng từ trong túi, nói với ông lão, lão Quách, chúng ta đi xem đi. Quách Vân Long giãn đôi lông mày cười, ầy, xem thì được, an toàn là số một, cô gái này thật hiểu chuyện. Nói xong liền đi đâu dẫn đường, đưa họ vào núi, đến một thung lũng. Quách Vân Long chỉ thung lũng nói, ở ngay phía dưới, đi về phía trước một đoạn, nhìn thấy một cái thác nước nhỏ, phía dưới thác chính là đầm Âm Long. Nhiệt độ bên trong rất thấp, vô cùng lạnh, các người mặc mỏng manh như vập cẩn thận bị cảm lạnh đấy. Tiến vào thung lũng, quả nhiên, nhiệt độ bỗng giảm thấp, so với bên ngoài đúng là hai thế giới. Bên trong không có đường, đều là sỏi đá, gập ghềnh khó đi. Nơi này cũng không có cảnh sắc đẹp, không có giá trị khai thác, chẳng trách không ai đến. Theo cách nói của ông lão Quách Vân Long, trước đây, cũng chỉ có người hái thuốc mới đến nơi này. Bây giờ thỉnh thoảng có mấy nhân vật nổi tiếng mạng đến đây làm chương trình trực tiếp, nhưng sau lần trước xảy ra chuyện thì không ai đến nữa. Cái đầm đó có rồng thật, Quách Vân Long nói, trưởng bối trong thôn chúng tôi có người nhìn thấy, thật đấy. Trưởng bối của ông, thế thì phải là chuyện từ năm nào tháng nào rồi, Tiêu Thập Nương nói. Vậy tôi cũng nói không chuẩn, phải đến 70-80 năm rồi đấy, Quách Vân Long nói. Thế sau này còn có người nhìn thấy không? Sau này không nghe nói đến, nhưng từng có người mất tích, đều truyền là bị rồng ăn thịt. Cho nên hàng năm chúng tôi đều đến thung lũng tế bái. Người của mấy thôn cùng gom góp lại, một con heo, một con dê, làm mấy con gà, ném vào. Đầm Âm Long, cũng mấy năm gần đây, người già đi hết, thanh niên không tin việc này nên mới không tế bái nữa. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, đi được một đoạn, thì nghe thấy tiếng nước thịt thịt. Xa xa nhìn thấy một dải màu trắng nho nhỏ treo trên vách đá. Thác nước chảy xuống, là một khe nứt, giống như từng cái miệng khổng lồ há to. Quách Vân Long chỉ vào thác nước nói đó, các người lại gần xem thì được, tuyệt đối đừng đi xuống. Chỗ này quá lạnh, tôi tuổi đã cao, không chịu nổi, không đi cùng các người nữa. Tiêu Thập Nương lại lấy ra 200 đưa cho ông ta, tỏ ý cảm ơn. Quách Vân Long cầm tiền, cười tươi như hoa, bỗng nghe miệng khe nứt truyền là giọng nói, he, ông lão Quách, ông đấy, lại đưa một đám người đến. Lần này đủ cho Âm Long ăn no rồi. Chỉ thấy bên cạnh thác nước có hai người đi ra. Một người trong đó cũng búi tóc cài châm, ăn mặc như đạo sĩ. Một người còn lại dáng vẻ bình thường, trông khoảng hơn 40 tuổi. Tiêu Thập Nương và Liêu Thiên Hưng nhìn thấy người đến, cùng kinh hãi nói, là ông. Người đến nhìn Tiêu Thập Nương và Liêu Thiên Hưng, cũng rất kinh ngạc. Sao hai người lại đến đây? Tiêu Thập Nương hỏi, chú ba, đừng nói bọn cháu, chú đang làm gì ở đây? Chú. Người trung niên hơn 40 tuổi đó hơi lúng túng, chú đến đây làm chút việc riêng, không liên quan đến hai người. Chuyện riêng, Tiêu Thập Nương cười lạnh lùng nói, chú ba, cháu không phải là trẻ lên ba. Liêu Thiên Hưng chất vấn, ông ba Tiêu, tôi đã nghe thấy hết lời vừa nãy của các ông rồi, lừa người ta đến cho Âm Long ăn thịt phải không, chuyện độc ác như vậy mà ông cũng làm ra được. Ông ba Tiêu tựa hồ có chút kiêng dè Liêu Thiên Hưng nói, ông Liêu à, ông nghe lầm rồi. Dương Long Âm Long gì cơ chứ, tôi tới chỉ để khảo sát xem nơi này có giá trị phát triển hay không thôi. Liêu Thiên Hưng quay đầu chỉ vào Quách Vân Long nói, cậu nói cho tôi biết, các người có phải đồng bọn không? Quách Vân Long cười hì hì đáp, các vị lão gia, các vị nói gì tôi không hiểu, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước một bước đây.
nhấc mông liền muốn theo con đường lúc tới mà chạy. Một loạt động tác này nào còn chút dáng vẻ lọm khọm ốm yếu như lúc đến. Nhưng Quách Vân Long mới chạy được một đoạn ngắn, dưới chân Liêu Thiên Hưng vừa động, liên tiếp nhấn vài cái xuống đống đá lộn xộn, thân thể nhẹ bãng như chim én, trong nháy mắt đã hạ xuống trước mặt ông ta, một phát túm lấy cổ áo hắn xách giống như xách một con gà con, ném phịch xuống đất rồi giẫm một chân lên quát. Ông tưởng rằng mình còn có thể chạy thoát sao? Nói, các người có phải cùng một hội không? Một loạt động tác này của Liêu Thiên Hưng dọa ông Ba Tiêu đứng hình rồi, Quách Vân Long ở dưới chân lại càng sợ hãi tới hồn khỏi xác. Không, không, không phải, Quách Vân Long vội vàng đáp, là bọn họ bảo tôi mang người đến đây, tôi chỉ biết đưa người tới, đưa một người họ liền cho tôi 1.000 tệ. Chỉ vì 1.000 tệ sao, Liêu Thiên Hưng giận run người, cậu nói những ai đồ mạng kia cũng là do ông đưa tới phải không? Căn bản không giải cứu đúng không? Nhưng người đó đều ném âm long ăn cả rồi. Tôi không biết âm long gì đó, tôi chỉ phụ trách dẫn người tới giao nhận cho hai vị này, Quách Vân Long lắp bắp nói. Tổng cộng đã mang đến bao nhiêu đợt, có bao nhiêu người tới rồi? 4 đợt, cả các người là 4 đợt, Quách Vân Long run như cầy sấy nói, tôi không nhớ rõ số lượng người cho lắm, tổng cộng tầm hơn 20 thôi. Chết đi một người nho nhã như Liêu Thiên Hưng lúc này cũng không nhịn được chửi thề, ông Ba Tiêu, những người đó đâu rồi? Các người làm gì họ rồi hả? Ông Ba Tiêu sa sầm mặt mày. Người đàn ông ăn mặc giống như đạo sĩ sau lưng ông ta nói, ông Ba Tiêu, nói nhảm với bọn chúng nhiều như vậy làm gì? Bây giờ là thời điểm quan trọng, đừng chần chừ như đàn bà nữa. Những nếp nhăn trên mặt ông Ba Tiêu run lên, đạo gia, đây là con gái của đại ca chúng tôi. Hiện tại toàn bộ gia sản đều nằm trong tay nó, cứ giữ lại mạng của N trước sau này sẽ có tác dụng. Đạo sĩ nói, tôi biết, tiểu thư nhà họ Tiêu, tôi từng gặp qua. Tiêu Thập Nương nhìn hướng đạo sĩ, đột nhiên chỉ vào ông ta nói, thì ra là ông. Lại quay sang nói với Lý Dục Thần, đây chính là kẻ lúc. Trước đến chữa bệnh cho bố tôi, tự xưng là hậu duệ của Hoa Đà thành phố Bạc, vẫn luôn du lịch khắp thiên hạ, đi ngang qua thành phố Tuyên. Ông ta nói chỉ có Cỏ Côn Luân mới có thể cứu được bố tôi. Lý Dục Thần liếc qua, từ trang phục và khí chất của đối phương đã nhận ra ngay kẻ này là cùng một ruột với Thanh Huyền, tu luyện cùng một loại nội công, hẳn là đồng một môn. Tên đạo sĩ đó lại nói, đúng vậy, thế bà đã tìm được Cỏ N Côn Luân chưa? Tư thái cợt nhả đó của ông ta khiến người ta phải ghê tởm, Tiêu Thập Nương hừ lạnh một tiếng, cũng ngại phải nhìn thêm. Liêu Thiên Hưng phẫn nộ lên tiếng, các người đúng là ác giả ác báo, tên đồng bọn Thanh Huyền đó của ông đã sớm táng thân trong sấm sét rồi. Cái gì, đạo sĩ nghe vậy sửng sốt, không thể nào. Ông nì nói bậy bạ, thuật thu lôi của sư huynh tôi tài tình như vậy. Sao có thể bỏ mạng trong sấm sét? Liêu Thiên Hưng phá lên cười ha hả, thuật dẫn lôi cái gì, chẳng qua là trò bịp bợm mà thôi. Nhưng các người lại gặp phải cậu Lý. Lừa được người khác nhưng sao có thể qua mắt nổi thần tiên chính cống đây? Đạo sĩ cả giận, thần tiên giả thần tiên thật cái gì, sư, huynh của tôi đâu? Các người làm gì ông ấy rồi? Lý Dục Thần bước tới nói, sư huynh của ông đương nhiên đã xuống chầu Diêm Vương, bây giờ nên tới lượt ông. Rồi, đạo sĩ giận dữ, thằng nhóc chết tiệt, muốn chết. Vừa nói vừa rút ra một tấm bùa, hóa thành ngọn lửa nhỏ, ném về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đang định đánh trả thì Liêu Thiên Hưng đã xông tới nói, cậu Lý, loại khốn kiếp này cứ giao cho tôi là được. Sớm biết lão là kẻ lừa đảo thì đã nên trừng trị lão. Sớm vài ngày rồi. Nói đoạn ông ta liền trở lòng bàn tay vỗ ra một chưởng khiến xung quanh nổi lên một luồng gió thổi bay chút lửa kia. Những tia lửa rơi xuống một đống đá cách đó hơn 10 mét, âm, một tiếng bùng lên một ngọn lửa tàn giống như, ném ra một quả lưu đạn vậy. Ông Ba Tiêu nói. Xích Giã đạo trưởng, tên họ Liêu này là truyền nhân của mạch y thuật núi Hoàng, trên người có chút võ công, ông phải cẩn thận một chút. Thì ra tên đạo sĩ này tên là Xích Giã, quả nhiên là sư huynh đệ với Thanh Huyền. Lý Dục Thần không khỏi tò mò sư phụ của họ phải là người như thế nào mới có thể lấy tên của những tiền bối đạo môn đặt tên cho đồ đệ của mình như vậy. Thanh Huyền là phái Võ Đang, Xích Giã là phái Thanh Thành, đều là những cao nhân tiền bối đã bước vào tiên thiên từ lâu. Con người ông Ba Tiêu đảo loạn liên hồi, bỗng nhiên chỉ vào phía sau họ hô lên, ôi, đại ca, anh khỏe rồi sao? Tiêu Thập Nương và Liêu Thiên Hưng đồng thời quay đầu nhìn lại.
Ông ba Tiêu nhấc gót liền muốn chạy nhưng lại lơ đễnh vấp chân, vì vậy vừa lăn vừa bò lồm cồm về phía dưới đầm Âm Long. Chạy đi đâu? Liêu Thiên Hưng biết mình bị lừa liền muốn đuổi theo. Lý Dục Thần ngăn lại nói, không cần đuổi theo, bọn họ trốn không thoát đâu, rồi chỉ vào Quách Vân Long bị dọa tới những người dưới đất, dẫn theo ông ta, chúng ta xuống dưới xem. Quách Vân Long lắc đầu nguầy nguậy, không, tôi không xuống, dưới đó có rồng. Sẽ ăn thịt người, tôi không xuống đâu. Nhưng chỗ này nào có chỗ cho hắn ta lên tiếng, Liêu Thiên Hưng một phát nhấc bổng hắn ta lên rồi ném về phía trước vào trong hố dẫn xuống đầm Âm Long. Leo qua chiếc hố đó liền có thể thấy thác nước chảy xuống từ vách đá và chảy vào một kế đá rất sâu dưới lòng đất. Men theo mép của khe đá có thể leo xuống tiếp. Ở phía dưới là một đầm nước. Theo như Quách Vân Long nói đây chính là đầm Âm Long. Nơi đây rét lạnh thấu xương, khiến người ta có cảm giác như bước vào kho lạnh. Liêu Thiên Hưng có chân khí bảo vệ cơ thể cũng không vấn đề gì nhưng Tiêu Thập Nương và Quách Vân Long đều không kìm được dùng mình. Lý Dục Thần nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tiêu Thập Nương truyền một luồng chân khí vào trong cơ thể bà ta. Tiêu Thập Nương chỉ cảm thấy trong người như có một dòng nước ấm áp chạy qua, lập tức không còn sợ lạnh nữa. Vừa định nói lời cảm ơn Lý Dục Thần đã đi về phía trước. Nước trong đầm Âm Long không biết sâu bao nhiêu, bên cạnh đầm có một khe hở rộng vừa đủ cho một người chui qua. Lý Dục Thần cúi người lách vào trong khoảng trống đó. Tiêu Thập Nương theo sát phía sau anh. Liêu Thiên Hưng áp giải Quách Vân Long chặn hậu. Bên trong là một hang động đá vôi, nhiệt độ còn thấp hơn bên ngoài. Trên bức tường đá ở rìa hang còn ngưng kết băng xương. Tiêu Thập Nương nhờ vào chân khí của Lý Dục Thần cũng không sợ nhiễm khí lạnh nhưng Quách Vân Long thì không ngừng run rẩy, hai hàm răng va lập cập vào nhau. Các vị xin hãy tha cho tôi đi mà, tôi sắp không chịu được nữa rồi, sắp chết cóng rồi. Quách Vân Long liên tục cầu xin sự thương xót. Lý Dục Thần không lên tiếng, Liêu Thiên Hưng đương nhiên sẽ không buông tha cho ông ta. Vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước. Trong hang đá vôi vô cùng mờ tối, cũng may Lý Dục Thần và Liêu Thiên Hưng đều có nhãn lực hơn người, đi lại hoàn toàn không vấn đề. Bỗng nhiên Tiêu Thập Nương kêu ấy một tiếng. Thì ra là chân đá phải thứ gì đó, loạng choạng suýt ngã. Cũng may Lý Dục Thần kịp thời đỡ bà ta. Thấy bà ta không nhìn rõ đường, Lý Dục Thần đành phải kéo bà ta đi về phía trước. Trong hang đá vôi có rất nhiều hòn đá kỳ lạ lởm chởm nhô lên, hang động này nối tiếp hang động kia, có hang to, có hang nhỏ. Từng thanh nhũ đá treo trên cao rủ xuống. Càng đi về phía trước, nhiệt độ càng thấp. Ban đầu Quách Vân Long còn không ngừng cầu xin kêu ca, đến cuối cùng đã lạnh đến không thốt được ra lời. Lại đi về trước một đoạn, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Xuyên qua một thông đạo nhỏ hẹp, phía trước liền thông thoáng sáng sủa. Đó là một hang đá vôi cực lớn, to bằng khoảng nửa sân bóng. Ở giữa hang đá vôi có mấy đống lửa. Có ba người ngồi bên cạnh đống lửa. Hai người trong đó chính là Xích Dã và ông Ba Tiêu vừa nhảy vào. Còn một người khác là một đạo sĩ trông khá lớn tuổi, râu tóc bạc phơ ngồi bên đống lửa. Mấy đống lửa đó rõ ràng được bày thành một trận pháp. Người này đang ngồi giữa trận pháp, miệng niệm đọc. Phía trước họ là một con sông ngầm dưới lòng đất, có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Nơi mà sông ngầm từ hang đá vôi chảy qua cực kỳ rộng, có vẻ giống một cái hồ, trên mặt hồ còn thấp thoáng nhìn thấy xoáy nước đang xoay tròn. Họ đến gần đống lửa. Ông Ba Tiêu không giữ được bình tĩnh, nói, Lăng Tiêu đạo trưởng, họ đến rồi. Lăng Tiêu. Lý Dục Thần lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, không khỏi giật mình. Chắc không phải Lăng Tiêu Tử chứ. Lăng Tiêu Tử là một tán tu rất nổi tiếng ở núi Côn Luân. Người này làm việc vừa chính vừa tà, không hề có quy tắc. Nếu thực sự là ông ta, thì rắc rối rồi. Nhưng vừa lại gần nhìn, Lý Dục Thần lập tức yên tâm. Người này không phải là Lăng Tiêu. Mấy người này cũng thật thú vị, Lăng Tiêu Tử, Thanh Huyền, Xích Giá, sao cứ gặp phải mấy kẻ lấy cái tên như vậy, rốt cuộc sư tổ của bọn họ là ai? Ngay cả Lý Dục Thần cũng thấy hiếu kỳ. Xích Giá nhìn thấy họ đi vào, cười lớn ha ha nói, một đám ngu rốt các người, dám xông vào đây thật hải. Đạo sĩ tên Lăng Tiêu nói, Âm Long sắp thức tỉnh rồi. Bọn họ đến vừa hay làm bữa trưa cho Âm Long. Chỉ thấy ngón tay đạo sĩ Lăng Tiêu không ngừng biến đổi thủ quyết, miệng niệm đọc. Cùng với động tác của ông ta,
nước trong đầm nước phía trước nổi lên bọt nước. Lý Dục Thần nhìn mặt nước nói, thì ra nơi này mới là đầm Âm Long thực sự. Đạo sĩ không nói gì, cứ như họ không có mặt vậy, chỉ lo thi triển pháp thuật. Xích Giá cười lạnh lùng nhìn bọn họ, lắc đầu nói, ầy, đúng là đáng thương, sắp phải biến thành đồ ăn cho Âm Long. 1, 2, 3, 4, vừa hay, 4 người, đủ cho Âm Long ăn một bữa. Ăn xong bữa này, chắc Âm Long cũng trưởng thành rồi phải không, sư phụ? Đạo sĩ Lăng Tiêu nói, cũng gần đủ rồi, ăn xong bữa này, chúng ta dẫn Âm Long ra bên ngoài, dùng trận pháp. Nhốt nó, sau đó từ từ tiêu hao pháp lực của nó. Đợi pháp lực của Âm Long bị tiêu hao hết, thì có thể lấy Long Đan. Hừ, đã có đan Âm Long, sư phụ có thể đường đường chính chính về núi Long Hổ rồi. Những kẻ đuổi sư phụ ra khỏi sự môn, đều phải trả giá. Sư phụ mới là thiên sư thời nay. Xích Giã vui mừng nói, chúc mừng sư phụ, cứ như họ đã lấy được đan Âm Long vậy. Đạo sĩ Lăng Tiêu bỗng nhiên hỏi, ấy, sư huynh của con đâu? Xích Giã chỉ vào đám người Lý Dục Thần, nói, sư huynh đã chết rồi, chính bọn họ hại chết. Đạo sĩ Lăng Tiêu bỗng quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn bọn họ. Đồ nhi Thanh Huyền của tôi chết thế nào? Bị sét đánh chết, Liêu Thiên Hưng nói. Hừ, Lăng Tiêu khinh thường lắc đầu, nói láo, đồ nhi của tôi biết thuật quan vân, làm sao lại không cẩn thận bị sét đánh chết? Liêu Thiên Hưng cười ha ha nói, ông ta không phải không cẩn thận bị sét đánh chết, nói một cách chính xác, ông ta bị ngũ lôi chính pháp của cậu Lý đánh chết. Cái gì, ngũ lôi chính pháp? Lăng Tiêu bỗng đứng bật lên, rồi lại vội ngồi xuống. Bởi vì khi ông đứng lên, mặt nước của đầm bỗng nổi lên bọt nước dày đặc, giống như đang sôi sục. Cậu Lý nào? Lăng Tiêu hỏi. Lý Dục Thần tiến lên trước một bước nói, chính là tại hạ nhỏ bé đây. Cậu biết ngũ lôi chính pháp? Lăng Tiêu nhìn Lý Dục Thần, cậu không phải là người của Long Hổ Sơn, làm sao biết ngũ lôi chính pháp? Lý Dục Thần mỉm cười nói, tôi đã từng gặp thiên sư các đời trước của Long Hổ Sơn, nhưng Long Hổ Sơn hiện nay, đúng là tôi chưa từng đến chơi. Nói láo, Lăng Tiêu làm sao có thể tin Lý Dục Thần từng gặp thiên sư các đời trước, nhóc con, tôi không cần biết cậu dùng cách gì giết được đồ nhi Thanh Huyền của tôi, hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải trả giá. Lý Dục Thần nói, vậy phải xem ông có bản lĩnh này hay không rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, một cánh tay tiếp tục bấm quyết, tay khác phung lên, một thanh kiếm đặt dưới đất bên cạnh bay ra từ trong vỏ kiếm, hóa thành một đường sáng cầu vồng, chĩa thẳng vào Lý Dục Thần. Thấy sư phụ xuất kiếm, trong mắt Xích Giã lộ ra vẻ vô cùng sùng kính. Nhiều năm nay, ông ta cũng chưa từng thấy sư phụ xuất kiếm mấy lần. Mỗi một lần xuất kiếm, đều lóe lên ánh sáng cầu vồng, sau đó là một cao thủ bỏ mạng. Ông Ba Tiêu bên cạnh lại chấn kinh há hốc miệng. Ông ta đâu từng nhìn thấy cảnh tượng như này, phi kiếm ư, chỉ có trong phim ảnh mới có, vậy là lại nhìn thấy thật. Vừa nãy ông ta còn có chút lo lắng. Ông ta cũng biết bản lĩnh của Liêu Thiên Hưng, còn hai người Thanh Huyền và Xích Giã đạo trưởng, hình như cũng không lợi hại mấy, đặc biệt là vừa nấy, Xích Giã còn bỏ chạy. Bây giờ, ông Ba Tiêu tin rằng vị Lăng Tiêu đạo trưởng muốn giết cậu thanh niên họ Lý này, chẳng phải là dễ như chơi sao. Liêu Thiên Hưng cũng sợ giật mình. Điều khiển phi kiếm, ông ta cũng chỉ nghe nói đến, không ngờ khi còn sống có thể được nhìn thấy. Cũng may ông ta đã từng chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần. Tuy có chút lo lắng, nhưng một người cầm sấm sét và người điều khiển phi kiếm, cũng không phải không thể chiến một trận phải không? Ngay cả Lý Dục Thần cũng không ngờ, hai đồ đệ bình thường cầu thả, sư phụ này, lại biết điều khiển phi kiếm. Chưa tiến vào tiên thiên, không điều khiển được phi kiếm. Đây là điều người tu hành đều biết. Chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể thực sự điều khiển được phi kiếm, giết người cách ngàn dặm. Cho nên mạch kiếm tiên trước nay luôn thần bí. Trước khi chưa tiến vào tiên thiên, đều rất ít ra ngoài hành tẩu giang hồ. Nhưng vừa nãy nghe Lăng Tiêu nói, ông ta là đồ đệ bị đuổi của Long Hổ Sơn, Lý Dục Thần thấy rất kỳ lạ, Long Hổ Sơn trước nay chỉ tu bùa chú, từ lúc nào có phi kiếm. Phi kiếm vừa xuất hiện, Lý Dục Thần cũng phải chấn kinh. Mình còn một bước nữa là tới tiên thiên, một bước này, nếu phá vỡ, thì chỉ là một tờ giấy dán cửa sổ, nếu không phá vỡ được. Thì là tiên và người cách biệt như trên trời dưới đất. Đối diện với cao thủ tiên thiên, anh cũng không dám sơ suất, tập trung tỉnh thần, nhìn ánh sáng cầu vồng bay đến. Kiếm chưa đến, sát ý đã ập đến.
Giữa trời đất đầy sát khí, hang đá vội vốn băng lạnh, nhiệt độ càng giảm thấp, những chỗ kiếm bay qua, không khí ngưng kết ra sương hoa. Lý Dục Thần tỏ vẻ nghiêm trọng, búng ngón tay, một cây châm ngũ hành bay ra. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, trước mặt ánh cầu vồng phi kiếm, giống như đom đóm và ánh trăng, không thể giành ưu thế. Sau khi bay đi, hào quang bỗng tỏa sáng, cũng hóa thành một thanh kiếm, đập thẳng vào kiếm quang bay đến. Choang một tiếng, châm ngũ hành bị kiếm đánh bay, còn kiếm bay đến lại chậm dần. Lý Dục Thần lập tức lại bắn ra cây châm thứ hai. Cây châm này cũng như cây châm trước đó, hóa thành một thanh kiếm nhỏ, đập vào kiếm bay đến. Cây châm cũng bị đập bay, nhưng cũng ngăn được kiếm bay đến chậm hơn chút. Ngón tay Lý Dục Thần liên tục bắn ra, trong chớp mắt, đã bắn ra 18 cây châm. 18 cây kiếm nhỏ liên tiếp đập vào kiếm lớn, ngăn cản đường bay của kiếm lớn. Đến khi kiếm nhỏ do cây châm cuối cùng hóa thành bị đập bay, thanh chỉ còn cách chưa đến 3 tấc, cũng vừa hay dừng lại. Kiếm dừng lại, liền rơi xuống đất. Đạo sĩ Lăng Tiêu vội vàng đổi thế tay, miệng niệm đọc, chỉ về phía phi kiếm đó xoay một vòng trong không trung, lơ lửng trên mái của hang đá vôi, sẵn sàng đâm Lý Dục Thần. Cùng lúc đó, 18 phi châm cũng lượn một vòng trong không trung, lơ lửng trước người Lý Dục Thần, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm. Trên khuôn mặt đạo sĩ Lăng Tiêu lại lộ ra vẻ chấn kinh, có lẽ là không ngờ có người có thể ngăn cản phi kiếm của ông ta, hơn nữa chỉ dùng phi châm nhỏ bé. Rốt cuộc cậu là ai? Ông ta hỏi. Lúc này trong lòng Lý Dục Thần nảy ra rất nhiều nghi hoặc. Châm ngũ hành vốn là thần khí, có thể biến thành kiếm, thi triển kiếm khí ngũ hành. Nhưng anh chưa bước vào tiên thiên, kiếm khí không đủ uy lực, nếu không tại sao lại sợ phi kiếm của đối phương? Vốn dĩ anh cho rằng muốn ngăn cản kiếm này, ít nhất phải cần 30 cây châm ngũ hành trở lên. Tiên nhân điều khiển kiếm, người và kiếm hợp nhất, kiếm hợp với tâm, kiếm khí biến hóa, tất cả trong một suy nghĩ. Đối phương không thành công ở đường kiếm đầu tiên, kiếm khí sau đó chắc chắn càng mạnh mẽ hơn. Cho nên muốn chặn phi kiếm, sợ rằng phải phát ra toàn bộ châm ngũ hành, với sự biến hóa của ngũ hành sinh khắc, mới miễn cưỡng đối phó được. Muốn phá kiếm, chỉ sợ hôm nay phải sử dụng pháp bảo sư môn. Nhưng không ngờ, mình chỉ dùng 18 cây châm đã ngăn cản được kiếm bay đến, nhìn kiếm khí của đối phương, trong lúc xoay chuyển lại không được trơn tru, đặc biệt vừa nãy còn dừng trước mặt mình, có xu hướng rõ ràng mất kiểm soát rơi xuống đất. Tiên nhân điều khiển kiếm, không nên xuất hiện tình trạng như vậy mới phải. Nhưng nếu Lăng Tiêu không phải là kiếm tiên, làm sao ông ta có thể điều khiển phi kiếm chứ? Lúc này, thanh kiếm đó lơ lửng trên hang đá vôi cách 20 mét, lúc sáng lúc tối, phát ra hào quang. Tất cả mọi việc xảy ra trong tích tắc, những người khác chỉ chớp mắt một cái, đã không nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Lý Dục Thần nhìn Lăng Tiêu nói, Lý Dục Thần, đệ tử Côn Luân, ông là ai? Tại sao dám tự xưng là Lăng Tiêu tử? Côn Luân, đạo sĩ Lăng Tiêu kinh ngạc, dường như không tin, đạo hiệu của tôi là Lăng Tiêu, chẳng lẽ còn cần cậu phê duyệt? Hừ, tên nhóc cồng ngạo ở đâu ra, nhận 3 đường kiếm của tôi trước rồi tính. Tuy đạo sĩ Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc với năng lực dùng châm chặn kiếm của Lý Dục Thần, nhưng ông ta cho rằng Lý Dục Thần chỉ có từng đó châm thôi, vừa nãy kiếm bay đến đã như nỏ mạnh hết đà, chỉ cần tăng mạnh thêm một chút, đối phương sẽ không đỡ nổi. Nói xong, bấm quyết niệm chú. Nói một tiếng, đi đi. Thanh kiếm đó hóa thành một đường cầu vồng, tấn công Lý Dục Thần lần nữa. Lần này, khí thế mạnh hơn nhanh hơn vừa nãy. 18 điểm sao sáng trước người Lý Dục Thần cũng lập tức bay ra, hóa thành kiếm nhỏ, choang choang choang, đập vào thanh kiếm. 18 cây châm chưa thể ngăn cản kiếm bay đến, Lý Dục Thần khế động ngón tay, 6 cây châm bay ra. Đến cây châm cuối cùng, phi kiếm lại lơ lửng dừng trong không trung, kiếm quang tắt. Thân kiếm ảm đạm, sắp rơi xuống. Lăng Tiêu niệm chú, ngón tay vẽ vòng tròn về phía phi kiếm, thanh kiếm đó lại bay lên, lơ lửng giữa không trung. Lăng Tiêu không ngờ trong tay Lý Dục Thần vẫn còn châm, sắc mặt nghiêm trọng, không còn vẻ ung dung như vừa nãy, tức giận nói, hừ, tôi xem trên người cậu còn giấu bao nhiêu châm, có thể chặn được bao nhiêu đường kiếm của tôi. Rồi lại bắt đầu niệm chú. Lần này, ông ta không vội phát động kiếm khí. Dường như đang dồn lực cho kiếm. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Lý Dục Thần bỗng hiểu ra. Lão già này, không phải là điều khiển kiếm bằng phương pháp dưỡng kiếm ngự khí,
mà là sử dụng thần chú để điều khiển kiếm. Cũng có nghĩa là, thanh kiếm này có linh, bị ông ta sử dụng thần chú để điều khiển. Thứ tấn công Lý Dục Thần là thanh kiếm này. Còn bản thân Lăng Tiêu, vốn không phải là cao thủ tiên thiên gì, càng không phải kiếm tiên. Nghĩ thông điểm mấu chốt này, Lý Dục Thần hoàn toàn yên tâm. Xem ra, không cần sử dụng đến pháp bảo sư môn. Vừa nãy tinh thần tập trung cao độ, vừa thả lỏng, mới chú ý đến, mặt nước phía trước sôi sục càng lợi hại. Lý Dục Thần biết, âm long mà họ nói sắp xuất hiện. Đạo sĩ Lăng Tiêu dường như hoàn toàn quên mất phía sau, chuyên tâm niệm chú điều khiển phi kiếm. Kiếm khí bành trướng, phồng to như mặt trời nắng gắt, tỏa ra ánh sáng chói mắt trên mái hang đá vôi. Tất cả thạch nhũ trên mái hang tan chảy, rơi xuống như mưa, rồi bốc hơi tỏa ra trong kiếm khí. Cậu nhóc, đường kiếm này vốn là chuẩn bị cho âm long. Hôm nay cậu được lợi rồi, cho cậu nếm thử đường kiếm diệt tuyệt này trước. Nói xong, ông ta chỉ tay vào Lý Dục Thần. Kiếm khí bắn ra từ trong ngọn lửa bốc khói, một đường ánh đỏ trực tiếp bản đến trước trán Lý Dục Thần. Các điểm tỉnh quang trước người Lý Dục Thần cũng hành động theo, toàn bộ bắn về phía kiếm quang bay đến. Anh cũng không dừng tay, búng ngón tay, châm ngũ hành bay ra liên tiếp, trước sau tổng cộng 49 cây châm. 49 cây châm này hóa thành 49 thanh kiếm nhỏ, ngăn phi kiếm tấn công đến. Phi kiếm khí thế mạnh mẽ, nhưng số lượng kiếm nhỏ đông đảo. 49 kiếm, phân bố theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, sinh sinh khắc khắc, một thanh bị đánh lui, một thanh khác lại đập đến, phóng ra hào quang ngũ sắc trắng xanh đen tím vàng trong không trung. Tiếng vàng và sắt đập vào nhau không ngừng vang lên trong không trung, kiếm lớn kiếm nhỏ không phân được cao thấp. Lúc ban đầu, Lý Dục Thần đã đánh giá cao Lăng Tiêu, cho rằng ông ta là kiếm tiên đã đột phá tiên thiên, có thể điều khiển phi kiếm. Sau đó thấy rõ ông ta chỉ dựa vào một thanh kiếm tốt, dùng bùa chú điều khiển kiếm linh, lại đã đánh giá thấp ông ta. Sự cường mạnh của kiếm khí này vẫn vượt quá dự tính. Cũng may châm ngũ hành có tổng cộng 50 cây, cây châm cuối cùng vẫn còn ở trong tay Lý Dục Thần. Tuy nhiên, con số 50, sử dụng 49. Cây châm cuối cùng, chưa đến thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể dùng. Đúng lúc này, trên đầm nước phía sau đạo sĩ Lăng Tiêu, bọt nước vốn còn đang sôi sục đột nhiên biến mất, mặt nước phẳng lặng, giống như mặt gương sáng khổng. Lô, phản chiếu hào quang kiếm khí đan xen trong không trung. Cẩn thận, âm long xuất hiện gì cáo nói. Lý Dục Thần cảnh. Dường như có bom dưới nước sâu phát nổ, mặt nước đột nhiên nổ tung, trào lên như bức tường cao. Một bóng đen khổng lồ từ trong nước chui ra, há cái miệng to như bồn máu, căn về phía Lăng Tiêu và Xích Giã ở gần đầm nước nhất. Nó ra khỏi nước, dường như Lý Dục Thần và Lăng Tiêu tâm linh tương thông dừng tấn công lẫn nhau. Lý Dục Thần bảo vệ Tiêu Thập Nương và Liêu Thiên Hưng vội lùi lại, 49 cây châm ngũ hành bay. Lượn, theo sát phía sau. Lăng Tiêu cũng quay người lùi lại. Nhưng ông ta không kịp bảo vệ đồ đệ Xích Giã của ông ta. Xích Giã bị nó nuốt chửng. Rào rào rào, bức tường nước dâng cao đập vào bờ, biến thành thủy triều, trào qua đống lửa. Mấy đống lửa leo lắt mấy cái rồi tắt. Chỉ còn lại một đống lửa cách xa nhất không bị tắt hoàn toàn. Hang đá vôi lập tức tối tăm. Mắt thường của mọi người không thể nhìn rõ chỗ phía xa. Chỉ có thể nhìn thấy một thứ cao lớn giống như cái trụ khổng lồ hoặc là giống như một cái cây lớn không có lá đứng sừng sững trên đầm nước trong bóng tối. Nhưng Lý Dục Thần lại nhìn rất rõ, đó là con chăn khổng lồ, cũng chính là âm long trong truyền thuyết. Chăn khổng lồ lột vẩy, âm hóa thành rồng. Đương nhiên, nó không phải là rồng thật, mà là yêu tỉnh chăn. Lúc này, phần lớn cơ thể của con chăn khổng lồ còn gạch dưới đang ở trong nước, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ, mà đã to lớn như vậy. Xích Giã bị nó nuốt chửng. Nó dường như vẫn còn thèm, quay đầu mấy cái, nhìn sang người khác. Lúc này có Lăng Tiêu và ông Ba Tiêu gần nó nhất. Thực ra ông Ba Tiêu vốn cách rất xa, nhưng ông ta vẫn hoàn toàn thộn mặt, quên mất tháo chạy. Trong thời gian này, Quách Vân Long lừa không ít người đến, bị đạo sĩ Lăng Tiêu cho âm long ăn thịt. Mỗi lần khi âm long sắp xông ra khỏi nước, Lăng Tiêu sẽ ném người xuống. Cho nên họ chưa từng thấy âm long ra khỏi nước. Chỉ nhìn thấy người ở dưới nước, bỗng chốc bị thứ gì đó kéo xuống, không nhìn rõ. Tuy cảnh tượng khủng bố, nhưng cũng có thể chấp nhận.
có Lăng Tiêu và Xích Giá ở đây, ông ba Tiêu cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay nhìn thấy, đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của ông ta, phi kiếm giết người, hắc long vượt nước, đâu còn là thế giới quen thuộc của ông ta. Đặc biệt là vừa nãy con chăn khổng lồ nuốt chửng Xích Giá, Xích Giá trước nay luôn tự cho rằng mình xuất sắc hơn người cũng không có chút phản kháng. Ông ba Tiêu cực kỳ sợ hãi. Cũng may con chăn khổng lồ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn đạo sĩ Lăng Tiêu. Há cái miệng lớn, lao về phía Lăng Tiêu. Nhân cơ hội này, Lý Dục Thần xông lên, kéo ông ba Tiêu, lôi ông ta ra khỏi hang đá vôi. Người này đáng chết, nhưng không phải bây giờ, Tiêu Dạ Bạch gặp phải chuyện gì, vẫn cần ông ta giải thích rõ ràng. Anh đã nhận người chỉ Tiêu Thập Nương này, chuyện của nhà họ Tiêu, Lý Dục Thần phải quản đến cùng. Giao ông ba Tiêu cho Lưu Thiên Hưng, nói, mọi người mau ra ngoài đi, đến bên ngoài đầm âm long đợi tôi. Tiêu Thập Nương biết ở đây cũng không giúp được gì, nhìn Lý Dục Thần sâu sắc một cái, nói cậu cẩn thận đấy. Rồi cùng Lưu Thiên Hưng áp giải ông ba Tiêu ra ngoài. Lý Dục Thần quay đầu, vừa khéo nhìn thấy Lăng Tiêu bị ép vào trong góc, vô cùng thê thảm, âm long đang định ăn thịt ông ta. Lúc này, Quách Vân Long cũng vừa bò vừa lăn muốn tháo chạy ra ngoài. Lý Dục Thần giơ chân đá Quách Vân Long bay đi, bay đến bên cạnh âm long. Âm long quay đầu ngoạng một cái, nuốt chửng Quách Vân Long. Như vậy, Lăng Tiêu được thả lỏng một hơi. Ông ta bấm quyết niệm chú, chỉ vào âm long mắng, nghiệt xúc. Tao nuôi mày bao nhiêu ngày như vậy, vậy mà không nhận ra tao, xem một kiếm diệt tuyệt của tao đây. Thanh phi kiếm lại phát hào quang rực rỡ, chĩa thẳng vào âm long. Kiếm quang chiếu sáng cả hang đá vôi. Vảy lân màu đen trên người âm long phát ánh sáng lấp lánh. Không biết là âm long nghe hiểu hay là bị kiếm quang rực rỡ thu hút, nghiêng đầu nhìn về phía phát sáng. Phi kiếm đột nhiên hóa thành đường cầu vồng, đâm thẳng vào âm long. Âm long lè lưỡi ra, cuộn lấy phi kiếm, muốn nuốt vào miệng. Nhưng bị kiếm khí làm đầu lưỡi bị thương, liền ngoắc. Đầu mạnh, ném phi kiếm đi. Lưỡi chăn đứt lìa, mang theo máu màu đen. Rơi xuống đất như mưa bão. Phi kiếm cũng rơi xuống đất, ảm đạm mất ánh sáng. Đạo sĩ Lăng Tiêu vội niệm chú, kiếm quang ẩn hiện, cuối cùng không thể bay lên. Đạo sĩ Lăng Tiêu sốt ruột lo lắng, không ngờ đường kiếm diệt tuyệt chỉ chém đứt lưỡi của con chăn. Đây là chỗ dựa lớn nhất của ông ta, bây giờ chỉ còn lại bùa chú. Ông ta hoảng loạn tóm ra một nắm bùa trên người, ném loạn lên, người thì lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy. Những lá bùa đó đón gió bùng cháy, hóa thành sao. Băng, đập về phía âm long, nổ ra rất nhiều khóm lửa trên vảy lân trên thân mình con chăn. Nhưng có lẽ con chăn khổng lồ bị đứt lưỡi, vô cùng tức giận, bất chấp những khóm lửa này, vù một cái lao đến, há cái miệng lớn, định cắn Lăng Tiêu. Đầu rắn ngẩng lên, vung loạn trái phải. Lăng Tiêu trong không trung, tóc tai rối bù, hai tay múa loạn, vẫn còn bấm quyết, muốn điều khiển thanh kiếm đó. Tiếc là ông ta không phải là kiếm tiên, thanh kiếm này không phải là pháp khí bản mệnh của ông ta, còn kiếm linh bị máu chăn nhiễm bẩn, mất đi linh khí, không thể cảm ứng được năng lượng của lời niệm chú của ông A. Ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn sang Lý Dục Thần ở cửa hang đá vôi, lộ ra vẻ mặt cầu cứu. Lý Dục Thần nhìn ông ta, trong lòng không hề dao động. Đây gọi là ác giả ác báo, vẻ tham luyến trong mắt Lăng Tiêu dần mất dần, thay thế bằng vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên. Ông ta tóm ra một nắm bùa từ trong tà áo, hai tay mỗi tay cầm mấy tờ. Hét lên với Lý Dục Thần, nhóc con, mau chạy đi. Kiếm thiên sư dưới đất đó là tôi ăn trộm từ Long Hổ Sơn, nếu cậu thích thì lấy mà dùng. Nếu không thích, thì giúp tôi trả về nơi cũ, nói với sư phụ của tôi, nghịch đồ bất hiếu, đại ơn của sư môn, kiếp sau xin báo đáp. Nói xong lời này, liền dứt khoát không dãy dụa nữa. Âm Long lắc đầu mấy cái. Quang Lăng Tiêu vào không trung, há cái miệng lớn, cơ thể của Lăng Tiêu hoàn toàn rơi vào trong miệng rắn. Nó vẫn chưa kịp nuốt, đột nhiên, một tiếng bức bối vang lên, trong cái miệng còn chưa kịp khép lại lóe lên ánh sáng, trong mũi miệng của con chăn bốc ra rất nhiều khói, đôi mắt của con chăn lại nổ bay ra, lập tức thành con chăn mù. Âm Long bị đau, phát ra tiếng kêu quái dị, cả người dựng thẳng lên, không ngừng quẫn quại. Phập phập phập. Cơ thể của con chăn khổng lồ không ngừng đập vào vách đá của hang đá vôi, phát ra tiếng vang lớn. Nhất thời đất rung núi chuyển, đá sỏi bay loạn, dường như cả ngọn núi sắp sập xuống.
Lý Dục Thần vung tay, 49 cây châm ngũ hành trước người bay hết ra, hóa thành 49 đường kiếm quang, đồng loạt đâm về phía Âm Long. Kiếm khí ngũ hành đập lên vảy rồng, phát ra tiếng vang choang choang không dứt. Lý Dục Thần cũng bắn ra cây châm ngũ hành cuối cùng trong tay. Con số 50, sử dụng 49. Cây châm cuối cùng, chưa đến lúc cần thiết không được dùng, một khi sử dụng, thì là kết thúc của con số. Cây châm này bắn ra, 49 cây châm khác. Lập tức dừng bất động trong không trung, xếp thành hình bát giác theo màu sắc khác nhau. Châm cuối cùng, xuyên qua từ trong đó. Các cây châm khác mới giống như gà con đi theo gà mẹ, đồng loạt hành động, bay phía sau. Kiếm khí ngũ hành, từng đường kiếm liên tiếp, trong một lúc nối đuôi thành một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm khổng lồ này, dùng kiếm khí không gì có thể địch nổi, đâm xiên về phía đầu Âm Long từ trên xuống dưới, phụt một tiếng chui vào trong. Cơ thể Âm Long bỗng dừng lại. Sau đó, trên người của nó xuất hiện rất nhiều đốm sáng, từng điểm sáng từ trong cơ thể xuyên ánh sáng ra ngoài. Những đốm sáng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng. Đến cuối cùng, ầm một tiếng, 50 đường kiếm quang từ cơ thể Âm Long bay, tỏa ra bốn phía. Để lại 50 cái lỗ đen xì trên cơ thể khổng lồ Âm Long. Con chăn khổng lồ qua quại, ầm ầm đổ xuống đất. Đầu con chăn đổ ngay trước mặt Lý Dục Thần. Miệng con chăn há ra trong chấn động, ực ực ư xê, một viên chân châu to bằng quả trứng ngỗng lăn ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.